Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 119. Chu Kiến Thâm gật đầu, phải. Diệp Huyên khẽ cười, thú vị. Hắn đánh hơi được âm mưu trong này. Trực giác nói rằng đối phương không chỉ muốn đạo kinh mà còn có mục đích khác. Là gì đây? Diệp Huyên suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được mình còn có thứ gì đáng giá ngoài đạo kinh. Chẳng lẽ nàng kia mơ ước nhan sắc của hắn? Chắc chắn là vậy rồi. Chu Kiến Thâm hỏi, Diệp công tử nghĩ thế nào? Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, nói thần nữ còn nói gì nữa không? Chu Kiến Thâm, chỉ nói không thể cưỡng ép cậu. Diệp công tử có từ chối cũng không sao, chúng ta vẫn là bạn bè. Diệp Huyên, nhưng các người sẽ tạm thời đình chiến với đạo đình, đúng không? Chu Kiến Thâm gật đầu. Diệp Huyên im lặng. Chu Kiến Thâm, thần nữ còn nói Bạch Đế Tinh Quân khen cậu đến tận mây xanh, thiếu điều nói Diệp công tử là yêu nghiệt hạng nhất tự cổ chí kim. Đạo đình hiện nay cũng đang vô cùng xem trọng cậu. Diệp Huyên im lặng khi nghe đến tên Bạch Đế Tinh Quân. Đáng lẽ nên xử lý lão già kia ngay từ đầu, nhưng hắn cũng không có biện pháp nào, lão ta tuy không thiện chiến nhưng chạy trốn thì không ai bằng. Chu Kiến Thâm lại tiếp tục nhàn nhã uống trà. Quyền chủ động hiện nay nằm trong tay đạo chủng chi địa, Diệp Huyên mới là người nên gấp gáp. Bởi một khi đạo chủng chi địa thu binh, đạo đình nhất định sẽ dồn toàn lực để tiêu diệt vũ trụ ngũ duy. Những việc Diệp Huyên đã làm với họ được xem là nhục nhã không gì bằng, khi hắn không chỉ giết người mà còn bứng cả linh mạch đạo đình đi. Đã giết người mà còn ăn cướp. Bỗng nhiên, Diệp Huyên hỏi, ta muốn hỏi các hạ một chút. Thứ mà thần nữ của các vị muốn là đạo kinh hay là bản thân ta? Chu Kiến Thâm suýt nữa phun hết trà nước ra ngoài, tuy vậy vẫn bị sặc một phen. Ông ta nhìn hắn với vẻ quái dị, Diệp công tử. Câu hỏi này, lão hủ cũng không biết phải đáp làm sao. Diệp Huyên. Ông ta đặt ly trà xuống, công tử định thế nào? Hắn cười, ta sẽ đến đạo chủng chi địa cùng các vị. Chu Kiến Thâm sửng sốt. Chỉ nghe hắn nói. Bàn chuyện cưới hỏi tất nhiên là phải gặp mặt nói chuyện rồi, đúng chứ? Chu Kiến Thâm do dự, cậu muốn đến đạo chủng chi địa. Diệp Huyên gật đầu, phải, ta cũng sẽ mang đạo kinh đi. Chu Kiến Thâm, ngay lập tức. Diệp Huyên, cho ta nửa ngày được chứ? Chu Kiến Thâm gật đầu, được. Diệp Huyên đứng dậy, lại nghe Hách Liên Kiếm thốt lên, ngươi là kiếm tu. Hắn nhìn lại, chỉ thấy gã nói, xin chỉ giáo. Diệp Huyên chỉ biến mất tại chỗ. Một khắc sau, một thanh kiếm đã đặt giữa trán Hách Liên Kiếm, khiến gã hóa đá tại chỗ. Diệp Huyên thu kiếm về, cười nói, Hách Liên công tử, hôm khác chúng ta lại đường hoàng so tài. Hắn xoay người rời đi, để lại Hách Liên Kiếm run rẩy nói. Hắn mạnh đến vậy. Ánh mắt gã bắn sang Chu Kiến Thâm. Ta đối xử với hắn như thế, vì sao hắn không giết ta? Ông ta chỉ khẽ nói, vì Diệp công tử là một người thông minh, thật sự thông minh. Hách Liên Kiếm không nói gì. Chấm chấm chấm. Trong đại điện, Quan Âm thấp giọng nói. Ngươi thật sự muốn đi đạo chủng chi địa. Diệp Huyên gật đầu, phải đi. Bằng không thì đạo chủng chi địa sẽ đình chiến, khiến ta phải liều mạng với đạo đình. Quan Âm, cô gái kia muốn kết hôn cùng ngươi, mục đích của nàng ta liệu chỉ là đạo kinh sao? Diệp Huyên, chắc chắn còn gì đó khác, nhưng ta tạm thời không nghĩ ra là gì. Đi một chuyến sẽ biết. Quan Âm, liệu có nguy hiểm gì không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết được. Hắn nhớ Mộ Niệm Niệm từng nói tuyệt đối không thể tin người của đạo chủng chi địa. Từ một góc độ nào đó, bọn họ còn đáng sợ hơn cả đạo đình. Quan Âm do dự, không thể không đi sao. Diệp Huyên khẽ nói, đạo đình và đạo chủng chi địa là hai thế lực ta phải đối mặt. Yên tâm, có lẽ ta sẽ không được lợi lộc gì, nhưng cũng sẽ không bị lỗ. Quan Âm không hiểu, vì sao chứ? Diệp Huyên chỉ vào mặt mình, vì ta không biết xấu hổ mà. Người như ta làm sao có thể chịu thiệt được? Quan Âm. Sau khi giao phó mọi chuyện xong. Diệp Huyên theo nhóm Chu Kiến Thâm đến đạo chủng chi địa, mang theo Diệp Chi Mệnh bên người.
Trên một đỉnh núi nơi ở đạo chủng chi địa, có một cô gái đứng trên chóp cây cổ thụ. Nàng ta mặc váy dài trắng như tuyết, hai tay chắp lại sau lưng, giữa mày mang nét anh khí. Bỗng nhiên, nàng ta nhoẻn cười, đến đạo chủng chi địa. Thú vị! Đạo chủng chi địa. Dọc đường đi, Diệp Chi Mệnh liên tục giảng giải cho Diệp Huyên nghe về vùng đất này. Đây là nơi một vài phá đạo giả tụ tập lại với mục đích vô cùng đơn giản, chống lại đạo đình. Trước kia là vậy, nhưng giờ đây, khi những phá đạo giả này đã trở thành một thế lực, mục đích cũng không chỉ đơn thuần là tiêu diệt đạo đình nữa. Diệp Chi Mệnh cũng không biết sức mạnh cụ thể của đạo chủng chi địa ra sao, nhưng hẳn cũng không kém cạnh đạo đình, vì chúng có thể đối nghịch với họ. Hách Liên Kiếm cũng biết điều mà ngoan hẳn ra, khi trò chuyện với Diệp Huyên đều mang vẻ khiêm nhường. Đây chính là sức mạnh. Cho dù là ở nơi nào đi nữa, chỉ có kẻ mạnh mới được tôn trọng. Hách Liên Kiếm căn bản cũng không phải hạng ngu ngốc, vào lúc này mà còn đi khiêu khích Diệp Huyên thì chính là đang sỉ nhục chữ ngu. Mà Chu Kiến Thâm kia thì rất hiếm khi mở miệng. Chấm chấm chấm. Không biết qua bao lâu sau, ba người đặt chân đến một vùng vũ trụ, đi qua mười mấy hố đen không gian mới đến được đạo chủng chi địa. Nơi này cũng không thần bí gì mấy, chỉ gồm những dãy núi chạy liên miên, trong đó có một ngọn núi lớn tên đạo chủng Sơn, cũng chính là nơi đạo chủng chi địa được dựng nên. Khi vừa đặt chân đến, Diệp Huyên đã cảm nhận được vô số khí tức mạnh mẽ, trong đó không thiếu ngự đạo cảnh. Tất nhiên ở nơi này thì phải gọi là phá đạo cảnh. Ở đạo đình, trên chứng đạo là ngự đạo, còn ở đạo chủng chi địa, trên chứng đạo lại là phá đạo. Hai con đường tu luyện hoàn toàn trái ngược nhau. Diệp Huyên nhìn khắp bốn phía, cảm nhận những luồng khí tức kia, biết rằng con đường mà vũ trụ ngũ duy phải đi vẫn còn dài lắm. Tuy ngũ duy cũng có không ít cường giả ngự đạo cảnh, nhưng chứng đạo cảnh và ngự đạo cảnh thì lại đếm trên đầu ngón tay, căn bản không thể so với đạo đình và đạo chủng chi địa. Còn thành đạo, tức trên cả ngự đạo và phá đạo, thì bói cũng không ra một mạng. Lúc này, Chu Kiến Thâm bỗng lên tiếng, người của chúng ta hiện nay cũng đang ở vực thiên giới. Diệp Huyên nhìn ông ta, biết đối phương đang ngầm nói rằng đạo chủng chi địa vô cùng mạnh mẽ. Hắn chỉ cười cười, không nói gì. Bỗng nhiên, một luồng khí tức hùng hậu lao tới từ chân trời. Diệp Huyên nhìn lên, thấy một thanh niên mặc đồ trắng xuất hiện ở phía trên họ. Hách Liên Kiếm thấp giọng nói, Diệp Huynh, người này là Bạch Thư Cảnh, một trong những người ái mộ thần nữ, hẳn là muốn gây chuyện với Huynh. Diệp Huyên, Hách Liên Huynh thấy ta nên làm gì? Hách Liên Kiếm suy tư một hồi rồi nói, ở nơi này, kẻ mạnh làm vua, Huynh tuyệt đối không thể tỏ ra sợ hãi. Nếu hắn khiêu khích, Huynh cứ việc đánh hắn. Bằng không người khác sẽ cho rằng Huynh chỉ biết mặc người trà đạp, khi ấy bọn họ cũng sẽ hùa theo, sẽ rắc rối cho Huynh vô cùng. Diệp Huyên ôm quyền, thọ giáo. Ánh mắt Bạch Thư Cảnh bỗng dừng lại trên người hắn, người chính là Diệp Huyên. Hắn gật đầu, chính là ta. Y cười khẩy, sao ngươi không tự tiểu một bãi rồi soi lấy mình, xem bản thân có xứng với thần nữ của chúng ta không? Diệp Huyên chỉ cười. Nếu ta không lầm thì các hạ hẳn là ái mộ thần nữ, nhưng nàng ta không đáp lại. Vì vậy khi nghe thần nữ thích Diệp Huyên ta, người bèn nổi máu ghen tị, đến đây muốn gây chuyện, đúng không? Bạch Thư Cảnh tức cười, thần nữ thích ngươi, ngươi đang kể chuyện cười đấy à? Diệp Huyên bèn quay sang hỏi Chu Kiến Thâm, Chu tiền bối, có phải chính thần nữ bảo ông đến ngũ duy cầu hôn không? Chu Kiến Thâm gật đầu. Diệp Huyên quay lại. Nhún vai với Bạch Thư Cảnh, thấy chưa? Vì ta đây quá xuất sắc nên thần nữ của các ngươi mới đem lòng ái mộ, không kiềm được mà sai người đến vũ trụ ngũ duy cầu hôn. Chu Kiến Thâm do dự, Diệp công tử à, thần nữ. Diệp Huyên chớp mắt, chẳng lẽ không phải vì ái mộ ta? Bằng không thì tại sao? Chu Kiến Thâm không đáp. Mục đích của thần nữ tất nhiên là đạo kinh, nhưng những lời này lại không thể nói ra giữa thanh thiên bạch nhật. Diệp Huyên thở dài, ôi, thật ra ta cũng phiền lắm chứ. Ai bảo ta giỏi quá làm gì, có khuyết điểm đó thôi mà sửa mãi không hết. Khóe miệng Chu Kiến Thâm giật giật, tự hỏi ra mặt tên này làm bằng sắt hay sao?
Hách Liên Kiếm nghe mà cũng trợn mắt há mồm, thầm nhủ sao Diệp Huyên có thể mặt dày đến thế. Đằng kia, Bạch Thư Cảnh cả giật quát lên, người có còn biết xấu hổ không? Diệp Huyên chỉ hỏi, người thích thần nữ đúng không? Bạch Thư Cảnh cứng họng, không biết phải đáp thế nào. Diệp Huyên cười, thích nàng ta nhưng không dám mở miệng. Vì sao? Vì ngươi tự ti, nghĩ thử mà xem, thần nữ của các ngươi là người ưu tú nhường nào, liệu sẽ đi thích một người tự ti sao? Sắc mặt Bạch Thư Cảnh thoáng cái khó xem vô cùng. Diệp Huyên, ta thấy ngươi cũng đã đạt đến độn nhất cảnh chân chính, đáng lẽ tâm cảnh không nên yếu kém đến vậy, tại sao ngay cả dũng khí thừa nhận cũng không có? Việc yêu một người phụ nữ căn bản không phải chuyện xấu hổ gì, cớ gì lại phải tự ti? Nếu thực lực chưa đủ, cảm thấy mình không xứng với nàng ta thì phải nỗ lực mạnh lên. Chứ ngươi cho rằng đến gây hấn với ta thì sẽ có ý nghĩa sao? Hay là thần nữ sẽ cảm động vì ngươi đến kiếm chuyện? Không, nàng ta sẽ chỉ càng xem thường ngươi. Sắc mặt Bạch Thư Cảnh càng xấu đi, như vừa nuốt phải 10 cân phân. Diệp Huyên lại tiếp tục, nếu ngươi là phụ nữ thì liệu có thích một thằng đàn ông mà ngay cả thừa nhận cũng không dám không? Nói xong, hắn quay sang hỏi Hách Liên Kiếm, huynh thấy ta nói đúng không? Hách Liên Kiếm phân vân một hồi rồi nói, hình như cũng có lý lắm. Diệp Huyên lại quay sang Bạch Thư Cảnh, nghĩ mà xem, nếu ngươi đạt đến ngự đạo cảnh trong truyền thuyết, trở thành thiên tài đứng đầu đạo chủng chi địa. Khi ấy ngươi có còn cảm thấy mình không xứng với thần nữ sao? Hai tay siết chặt, Bạch Thư Cảnh nhìn Diệp Huyên chằm chằm, không biết nghĩ gì trong đầu. Diệp Huyên thở dài, này chàng trai, ta đây là người từng trải sẽ dạy ngươi hai chiêu. Đối với phụ nữ thì chỉ có hai cách, thứ nhất là có sức mạnh to lớn, đủ để chinh phục nàng, thứ nhì là mặt dày mày dạn, quấn lấy nàng. Hách Liên Kiếm bỗng nói, Diệp Huynh à, vô liêm sỉ như vậy có ổn không? Hắn cười, gái cương trực sợ trai mặt dày mà, chỉ cần huynh vứt bỏ liêm sỉ thì không cô gái nào là không chinh phục được. Hách Liên Kiếm nhìn, tự hỏi tên này thật sự là kiếm tu sao? Chu Kiến Thâm cũng nhìn theo, thở dài trong lòng, nói người này thật sự là ngoài sức tưởng tượng. Thần nữ mà muốn lừa hắn, cẩn thận kẻo lại tiền mất tật mang. Ông ta cũng bắt đầu sinh ra chút lo lắng, vị Diệp công tử này không chỉ mạnh mẽ mà bản lĩnh lừa gạt người khác cũng quả là hiếm thấy trên đời. Quan trọng nhất là hắn còn chẳng biết hai chữ xấu hổ viết thế nào. Bỗng Diệp Huyên nói, Chu tiền bối, chúng ta đi gặp thần nữ đi. Chu Kiến Thâm thoáng do dự, Diệp công tử, khi gặp mặt thần nữ, xin hãy có thái độ đúng mực, chớ có mạo phạm. Hắn bật cười, ông yên tâm, ta sẽ không đi quá giới hạn. Diệp Huyên ta cũng là người biết tự trọng, bình thường sẽ không quan hệ bừa bãi với phụ nữ. Hách Liên Kiếm. Gương mặt Chu Kiến Thâm nhăn lại, Diệp công tử, ý của ta không phải vậy. Diệp Huyên chớp mắt, thế ý ông là gì cơ? Chu Kiến Thâm tần ngần hồi lâu mới nói, chúng ta đi gặp thần nữ đi. Ông ta lập tức rời đi, cảm thấy có phần sợ hãi Diệp Huyên rồi. Đúng là một kẻ khiến người ta nhức đầu. Diệp Huyên nhấc chân đi theo. Hách Liên Kiếm nhìn về phương xa, thấy Bạch Thư Cảnh vẫn chôn chân ở đó, trầm mặc như đang suy nghĩ gì. Y vỗ nhẹ nhẹ lên mặt mình, khẽ nói, vứt bỏ liêm sỉ thật sự hiệu quả sao? Chấm chấm chấm. Ở đằng xa, Diệp Huyên không ngừng quay đầu quan sát bốn phía. Lúc nào cũng có những thần thức mạnh mẽ quét qua người, hắn không ngăn cản, nhưng không một ai có thể xâm nhập vào cơ thể hắn. Chu Kiến Thâm không nói một chữ dọc đường, khi có ai đến tìm Diệp Huyên cũng đều bị ông ta đuổi đi. Ông ta biết thế hệ trẻ của đạo chủng chi địa này chẳng có mấy ai là đối thủ của hắn, có tìm đến cũng chẳng khác gì tự rước lấy nhục. Chốc lát sau, hai người đi đến một gian đại điện. Chu Kiến Thâm xoay người nói với Diệp Huyên, Diệp công tử, thần nữ đang bàn bạc sự vụ cùng mọi người, xin hãy đợi một chút. Hắn gật đầu, được. Chu Kiến Thâm gật gù rồi đứng sang một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Huyên liếc nhìn bốn phía rồi nhắm mắt lại. Giọng Diệp Chi Mệnh vang lên trong đầu, đạo chủng chi địa cũng có một quyển đạo kinh. Diệp Huyên, cô cảm nhận được tung tích của nó không? Diệp Chi Mệnh hạ giọng, ta chỉ cảm nhận được khí tức,
còn vị trí chính xác thì không biết. Thấy hắn im lặng, nàng ta lại nói. Ngươi đã theo đuổi bao nhiêu cô gái rồi? Diệp Huyên ngẩng ra, lại nghe nàng ta hỏi. Ngươi đã mặt dày mày dạn theo đuổi bao nhiêu cô gái rồi, hả? Diệp Huyên nhếch môi, ta chỉ nói đùa thôi mà. Diệp Chi Mệnh cười khẩy, đùa. Ta cứ tự hỏi vì sao ngươi lại có cả tá cô gái đi theo như vậy, ra là vì ngươi vứt bỏ liêm sỉ. Diệp Huyên. Chu Kiến Thâm bỗng nói, Diệp công tử, thần nữ muốn gặp cậu. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, nói, đi thôi. Chu Kiến Thâm gật đầu. Bước vào đại điện rồi, Diệp Huyên nhìn thấy một cô gái trong làn váy trắng, tóc dài xõa vai, buộc một dải lụa tím trên trán. Thần nữ. Luận dung mạo, nàng ta quả xứng với bốn chữ nghiêng nước nghiêng thành, thế gian hiếm thấy. Chỉ có nụ cười nhàn nhạt bên khóe môi mới cho Diệp Huyên biết rằng đây không phải một cô gái dễ đối phó. Ngoài ra, trong điện còn có một vài cường giả đạo chủng chi địa, tất cả đều đang quan sát hắn. Đây chính là người đã giết chóc thẳng đến đạo đình, mở cuộc tàn sát khiến nơi ấy chẳng còn một bóng người. Thần nữ cũng đang quan sát Diệp Huyên, gần như hiểu rõ hắn như lòng bàn tay. Bỗng nhiên, Diệp Huyên lên tiếng, chừng nào chúng ta thành thân. Người khác. Thần nữ khẽ cong môi, ngay bây giờ cũng được. Người khác. Diệp Huyên. Lý Bán Chi đột nhiên dừng lại, nàng ta nhìn về phía cuối chân trời. Cười nói, Diệp công tử, bây giờ ngươi có thể ra quyết định. Không phải là ta muốn ép Diệp công tử, mà là La Hầu thúc thúc ở lưỡng giới uyên bây giờ đang đợi ta trả lời. Trên đỉnh núi, Diệp Huyên cũng nhìn lên chân trời, không biết đang nghĩ gì. Lý Bán Chi chắp hai tay sau lưng, mặc cho gió núi thổi vào người, mái tóc tung bay, đẹp không tả xiết. Diệp Huyên đột nhiên cười nói, thật ra dù ta có đồng ý hay không. Đạo chủng chi địa cũng sẽ không ngừng chiến. Nghe vậy, Lý Bán Chi vô thức siết chặt tay phải. Diệp Huyên nhìn về phía Lý Bán Chi cô nương, niệm tỷ của ta khiến đạo tổ bị thương nặng, đây có thể nói là một cơ hội vô cùng hiếm có với đạo chủng chi địa. Nếu đạo chủng chi địa dừng tay lúc này thì chẳng khác nào cho đạo đình một cơ hội. Bán Chi cô nương thông minh như thế, chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy. Lý Bán Chi cười nói. Diệp Huyên công tử rất lợi hại, quan sát thấu đáo. Nhưng dường như Diệp công tử đã quên mất một điều, đó là bây giờ đạo đình muốn giết ngươi hơn. Ta ngừng chiến, để đạo đình liều mạng với Diệp công tử, sau đó đạo chủng chi địa ta ngồi ngư ông đắc lợi chẳng phải tốt hơn sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng là Bán Chi cô nương có thể làm thế, nhưng cô nương còn có một sự lựa chọn tốt hơn, đó là liên thủ với vũ trụ ngũ duy của ta. Lý Bán Chi nhẹ giọng nói. Diệp công tử đừng trách ta nói thẳng, vũ trụ ngũ duy bây giờ không giúp được gì nhiều cho đạo chủng chi địa cả. Diệp Huyên chỉ vào mình, còn ta thì sao? Lý Bán Chi nhìn về phía Diệp Huyên nói tiếp, Bán Chi cô nương, cô cảm thấy ta thế nào? Lý Bán Chi chớp mắt, người muốn hỏi cái gì? Diệp Huyên nghiêm túc nói, Bán Chi cô nương, cô cảm thấy ta quan trọng hay đạo kinh quan trọng? Lý Bán Chi ngẫm nghĩ một lát rồi nói, Diệp công tử, người hỏi lời này. Diệp Huyên ngắt lời nàng ta, Bán Chi cô nương, vì sao cô chỉ nhìn thấy đạo kinh mà không nhìn thấy ta, chẳng lẽ thành tựu của ta sau này còn không bằng mấy quyển đạo kinh? Lý Bán Chi nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên lại nói tiếp, Bán Chi cô nương, đạo kinh là chết, người là sống. Vì sao cô muốn chọn đạo kinh mà không chọn người? Lý Bán Chi cười đáp, Diệp công tử nói cũng có lý, nhưng Diệp công tử có từng nghĩ nếu ta lấy được đạo kinh thì đạo kinh sẽ mặc ta sử dụng, còn Diệp công tử, ngươi có sẵn lòng để ta điều khiển không? Diệp Huyên lắc đầu, Bán Chi cô nương, vì sao cô phải nghĩ như thế chứ? Cô có thể đổi góc độ để suy nghĩ, chúng ta đều có chung mục đích là tiêu diệt đạo đình. Nếu có chung mục đích vậy vì sao không hợp tác, cô nương có thể ôn hòa nói nhiều lời như vậy. Có lẽ cũng có thiện cảm với ta. Thiện cảm. Lý Bán Chi đột nhiên ngắt lời Diệp Huyên, Diệp công tử, xin lỗi vì đã ngắt lời, có điều thiện cảm này. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, Bán Chi cô nương, cô không có thiện cảm với ta sao? Lý Bán Chi im lặng, không thể không nói,
đây là lần đầu tiên nàng ta gặp phải loại người như Diệp Huyên. Muốn nàng ta trả lời câu hỏi này thế nào đây? Diệp Huyên nói tiếp, bán chi cô nương, cô muốn xem đạo kinh, ta có thể cho cô xem. Lý bán chi nhìn Diệp Huyên, thật sao? Diệp Huyên gật đầu, thật. Dứt lời, hắn lấy 5 quyển đạo kinh ra đặt xuống trước mặt Lý bán chi. Lý bán chi không nhận lấy, mà cứ nhìn Diệp Huyên như thế. Diệp Huyên cười hỏi, cô nương sợ ta dở trò à? Lý bán chi lắc đầu, nàng ta nhẹ giọng nói, Diệp công tử đúng là quá phi phàm, ta đã biết chuyện ngươi chia sẻ đạo kinh ở vũ trụ ngũ duy từ lâu. Nói thật, ta thấy đây là một chuyện rất khó tin. Nhưng Diệp công tử lại làm thế. Dứt lời, nàng ta đẩy 5 cuốn đạo kinh đến trước mặt Diệp Huyên, Diệp công tử, Lý bán chi ta sẵn lòng kết bạn với ngươi. Đúng như ngươi nói, so với đạo kinh, ngươi càng có giá trị hơn. Diệp Huyên cười nói, đây là một thử thách sao? Lý bán chi lắc đầu cười khẽ, không phải. Diệp công tử, ta có thể nói rõ cho ngươi biết, trước khi ngươi đến, mục đích của chúng ta là đạo kinh trên người ngươi, nhưng sau khi gặp Diệp công tử, ta đổi ý rồi. Đạo kinh không quan trọng bằng công tử. Nói xong, nàng ta nhìn về phía chân trời, Diệp công tử, tối nay chúng ta sẽ thành hôn. Diệp Huyên sững sờ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lý bán chi nhìn hắn, dù ta coi trọng Diệp công tử, nhưng không phải tất cả mọi người ở đạo chủng chi địa đều nghĩ thế. Hai chúng ta thành thân, tất cả mọi người đều sẽ im miệng. Ngươi cảm thấy sao? Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này, giọng nói của Diệp Chi Mệnh đột nhiên vang lên, mục đích của nữ nhân này không đơn giản. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, yên tâm, ngoài Niệm tỷ, không ai gài bẫy ta được nữa đâu. Nói xong, hắn mở mắt nhìn về phía Lý Bán Chi, được, thành thân. Diệp Chi Mệnh chợt cất lời, người thật sự thành thân với nàng ta sao? Diệp Huyên đáp, một là nàng ngủ với ta, hai là ta ngủ với nàng, ai sợ ai? Diệp Chi Mệnh, thành hôn. Lý Bán Chi cũng không nói đùa, khắp đạo chủng chi địa chẳng mấy chốc đã bắt đầu cử hành hôn lễ cho hai người. Chấm chấm chấm. Trên đỉnh núi, Lý Bán Chi đứng lặng thinh. Bên cạnh Lý Bán Chi là Chu Kiến Thâm từng được phái đến vũ trụ ngũ duy để đón Diệp Huyên. Sau một lúc, Lý Bán Chi đột nhiên nói, thế nào? Chu Kiến Thâm nhẹ giọng đáp, kỳ tài ngút trời, thế gian hiếm có. Quan trọng nhất là tâm tư người này kín đáo, nhiều toan tính, giảo hoạt linh động. Nói đến đây, ông ta dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, nhà đầu, người này khó đối phó lắm. Lý Bán Chi gật đầu, quả thật khó đối phó. Nói xong, nàng ta lại xòe tay ra, trong lòng bàn tay nàng bỗng xuất hiện rất nhiều mạch máu đỏ nhỏ li ti. Lý Bán Chi nhẹ giọng nói, Chu Thúc, nếu trong tình huống bình thường thì mất bao lâu ta mới đạt đến thành đạo? Trên chứng đạo với đạo đình là ngự đạo, mà với đạo chủng chi địa thì là phá đạo, nhưng trên cả phá đạo thì cả hai lại giống nhau chính là thành đạo. Bởi vì chưa một phá đạo giả nào tìm ra được đi mới dành cho bọn họ, vì thế cho dù là phá đạo giả thì cuối cùng vẫn phải quay về phạm trù cảnh giới của đạo kinh. Đấy chính là lý do tại sao đạo chủng chi địa lại để tâm đến đạo kinh như vậy. Chu Kiến Thâm trầm mặc một lát rồi mới nói, chỉ ít là 30 năm. 30 năm. Lý Bán Chi lắc đầu, quá lâu. Chu Kiến Thâm thấp giọng thở dài, không hấp tấp được đâu. Thành đạo cảnh. Cho dù là đạo chủng chi địa thì cũng chỉ có được hai người. Lý Bán Chi bỗng cười nói, Chu Thúc, nếu huyết mạch thôn vệ của ta được tiến hóa lần nữa thì sao? Nghe thế, trong mắt Chu Kiến Thâm đột nhiên co rút lại, ông ta nhìn về phía Lý Bán Chi, mục đích thật sự của ngươi là huyết mạch của hắn. Huyết mạch thôn phệ. Huyết mạch của Lý Bán Chi vô cùng đặc biệt, nó có thể cắn nuốt huyết mạch của người khác để tăng cường lực lượng của bản thân. Lý Bán Chi nhẹ giọng nói, huyết mạch chi lực của hắn hiện nay là huyết mạch mạnh nhất ngoại trừ ta ra, nếu ta có thể cắn nuốt huyết mạch của hắn thì chắc chắn sẽ được tiến hóa thêm. Hơn nữa, một khi ta thành hôn với hắn, nếu hắn không có mặt ở đây thì vũ trụ ngũ duy và đạo kinh hiển nhiên sẽ rơi vào trong tay đạo chủng chi địa chúng ta. Một mũi tên trúng ba đích. Chu Kiến Thâm trầm giọng nói, nhà đầu,
người này không hề đơn giản, người nghĩ cho kỹ. Lý Bán Chi chậm rãi nhắm hai mắt lại, đáng để mạo hiểm một lần. Chu Kiến Thâm trầm mặc. Lý Bán Chi cười nói, Chu Thúc, đi chuẩn bị hôn lễ đi. Chu Kiến Thâm muốn nói rồi lại thôi. Lý Bán Chi cười, đi đi. Thấy Lý Bán Chi đã quyết, Chu Kiến Thâm cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng xoay người rời đi. Trên đỉnh núi, Lý Bán Chi chậm rãi nhắm hai mắt lại, lúc này đây, huyết dịch toàn thân của nàng ta đang dần sục sôi lên. Thật ra khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Huyên, huyết mạch của nàng đã dục dịch lên ngay lập tức, đó chính là cảm giác hưng phấn cùng kích động. Huyết mạch thôn phệ thích nhất là những dòng máu mạnh mẽ, mà rõ ràng rằng huyết mạch chi lực của Diệp Huyên vô cùng mạnh mẽ. Một hồi sau, Lý Bán Chi đột nhiên mở hai mắt ra rồi khẽ mỉm cười, ngươi là một người thú vị, ta cũng rất muốn làm bạn với ngươi, nhưng tiếc là ta càng muốn huyết mạch của ngươi hơn. Trong phòng, Diệp Huyên đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, trước mặt hắn là kiếm chấn hồn. Bây giờ kiếm chấn hồn đã hấp thu được hết toàn bộ linh hồn ở âm phủ, bây giờ nó đang ở ngự đạo cảnh đỉnh cao, nếu thêm vào chiêu nhất kiếm định hồn của Diệp Huyên, thì cho dù là cường giả ngự đạo cảnh cũng khó có thể chống lại được, còn những người dưới ngự đạo thì căn bản không ai là đối thủ của hắn. Mà bây giờ, hắn chỉ mới là chứng đạo cảnh. Thế nhưng sức chiến đấu của hắn lại vượt xa chứng đạo cảnh. Hiện tại hắn có ba lá bài tẩy mạnh nhất, đầu tiên là kiếm chấn hồn, kiếm này cộng thêm hắn thì cho dù là ngự đạo cảnh cũng hiếm ai có thể là đối thủ của cả hai. Tiếp đến là võ học đạo kinh, đạo quyền cùng cầu tử. Nhất là đạo quyền, uy thế của quyền này không phải là thứ mà cường giả ngự đạo cảnh bình thường có thể đỡ được. Cuối cùng chính là huyết mạch chi lực của hắn. Huyết mạch chi lực của hắn là thứ kinh khủng nhất trong ba lá bài tẩy hắn hiện có. Một khi huyết mạch chi lực được kích hoạt, hắn sẽ tiến vào trạng thái phong ma, mà trong trạng thái này, sức chiến đấu của hắn sẽ liên tục tăng không giới hạn, mãi đến khi tử trận mới thôi. Thật ra với huyết mạch chi lực này, hắn cũng không hiểu rõ ràng lắm, đây rốt cuộc là huyết mạch gì. Hoặc phải nói huyết mạch này mạnh đến đâu. Ngoài ra, còn một thứ nữa, chính là sát vực hắn vừa lĩnh ngộ ra không lâu trước đây. Chứng đạo của hắn là tự sát để chứng đạo. Ở một góc độ nào đó, sát ý của hắn đã vượt qua cả kiếm đạo. Thực lực bây giờ của hắn đã vượt xa ngự đạo cảnh bình thường. Thế nhưng vẫn còn thiếu sót nhiều chỗ lắm. Không nói đến cái này, cho dù hắn lấy toàn bộ lá bài tẩy ra thì cũng chưa chắc đã đánh lại được đạo tổ kia, chứ nói gì đến đạo đình còn có nhiều cường giả ngự đạo cảnh như thế. Diệp Huyên chậm rãi khép hai mắt lại. Đạo kinh. Nhất định phải tìm được toàn bộ đạo kinh. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ khẽ. Diệp Huyên thôi không nghĩ nữa mà đứng dậy ra mở cửa, bên ngoài có một người đàn ông, chính là Hách Liên Kiếm. Diệp Huyên cười nói, Hách Liên huynh. Hách Liên Kiếm cũng cười chào lại, Diệp huynh, chúc mừng. Lần này Hách Liên huynh đến tìm ta hẳn không chỉ để chúc mừng đơn thuần thôi đâu đúng không? Hách Liên Kiếm gật đầu, Diệp huynh, ta nghe nói Đổ Minh đang chạy về từ vực thiên giới. Người theo đuổi Bán Chi. Hách Liên Kiếm gật đầu, đúng thế. Diệp huynh, tên này không hề đơn giản. Gã được xưng là người đứng thứ hai trong thế hệ trẻ của đạo chủng chi địa ta, thực lực chỉ thua mỗi thần nữ, mà gã chính là người theo đuổi số một của thần nữ đấy. Quan trọng nhất là phía sau gã có nhà họ Đồ, sức ảnh hưởng của nhà họ Đồ ở đạo chủng chi địa chúng ta vô cùng lớn, mà bọn họ luôn tham vọng tác thành cho Đồ Minh và thần nữ, vì thế lần này Đồ Minh đến e là không thiện lành gì. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Hách Liên Kiếm trầm giọng nói, Diệp huynh. Nhà họ Đồ này cũng rất thâm hiểm, huynh phải cẩn thận một chút. Diệp Huyên cười nói, đa tạ đã báo cho. Hách Liên Kiếm lắc đầu, là ta phải cảm ơn huynh. Có người phái ta theo Chu Kiến Thâm đến vũ trụ ngũ duy làm loạn thì ra là muốn đao giết người, nếu huynh không hạ thủ lưu tình thì ta đã chết từ lâu rồi. Không chỉ chết, mà e là còn chết trong mơ hồ. Nói xong, gã bỗng quay sang thi lễ với Diệp Huyên. Cảm tạ ơn tha chết ngày đó của Diệp Huynh. Sau khi kết bạn với Diệp Huyên rồi gã mới biết thực lực của Diệp Huyên khủng bố đến mức nào. Cũng chính vì vậy gã mới thấy cảm kích Diệp Huyên,
bởi vì Diệp Huyên không chỉ không hạ sát thủ, mà còn thức tỉnh gã. Diệp Huyên cười nói, Hách Liên huynh biết là ai muốn gài bẫy mình rồi à? Hách Liên kiếm gật đầu, biết, nhưng mà... Nói đến đây, gã lắc đầu cười khổ, ta có thể làm gì được chứ? Người ta cũng đâu bắt ép ta đi. Diệp Huyên vỗ vai Hách Liên kiếm, không sao đâu, vẫn còn rất nhiều cơ hội để báo thù. Hách Liên kiếm gật đầu, ta hiểu. Lúc này, một cô gái bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh, trong tay nàng ta có cầm một bộ đồ tân lang, nàng nhìn Diệp Huyên rồi bảo, Diệp công tử, đến lúc thành thân rồi. Diệp Huyên cười ha ha, thành thân thôi. Nói xong, hắn đưa tay phải lên, bộ đồ tân lang kia lập tức xuất hiện trong tay hắn. Thành thân. Trong điện đa ọ chủng, lúc này có rất nhiều cường giả đạo chủng chi địa tập hợp lại, mà bấy giờ, vẻ mặt của những cường giả này đều có chút quái lạ. Thành hôn. Thần nữ và Diệp Huyên này bảo thành hôn là thành hôn liền. Hai người chỉ mới vừa gặp mặt mà. Lúc Diệp Huyên tiến vào đại điện, Lý Bán Chi đã đợi ở đấy sẵn, bấy giờ Lý Bán Chi đang mặc một bộ hỉ bào màu đỏ thẫm, có điều nàng ta lại không đội khăn trùm, cũng vì thế mà dung nhan tuyệt thế của nàng lộ rõ dưới ánh nhìn của mọi người. Không thể phủ nhận rằng, Lý Bán Chi rất đẹp, là vẻ đẹp mà nhân gian hiếm có. Lý Bán Chi nhìn Diệp Huyên rồi khẽ mỉm cười, bắt đầu đi. Diệp Huyên cười, vậy thì bắt đầu thôi. Nói xong, hắn đi đến cạnh Lý Bán Chi kéo lấy tay nàng, vẻ mặt Lý Bán Chi có chút thay đổi, nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, mà nàng ta cũng không hề rút tay về. Diệp Huyên dắt tay Lý Bán Chi đi đến nơi cách đó không xa. Có hời mà không chiếm là ngu. Sau khi bái xá xong, Diệp Huyên và Lý Bán Chi lập tức về động phòng, để lại một đám cường giả của đạo chủng chi địa bơ vơ giữa điện. Nơi động phòng có hơi vượt ngoài dự đoán của Diệp Huyên, bởi vì đây là một gian tầng hầm rất sâu. Diệp Huyên lìa mắt nhìn bốn phía, xung quanh đều khép kín, chỉ có một cái giường cùng bàn gỗ đơn giản. Lý Bán Chi cười nói, đây là nơi ta tu luyện thường ngày, có hơi đơn sơ, ngươi không ngại chứ? Diệp Huyên lắc đầu nở nụ cười, không ngại. Nói xong, hắn ngồi xuống một bên giường rồi nhìn Lý Bán Chi cô nương. Không phải kết hôn giả à? Lý Bán Chi khẽ mỉm cười, là giả, nhưng đã diễn thì phải diễn cho tròn, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, cũng đúng. Nói xong, hắn đứng dậy ngồi sang cái ghế bên cạnh rồi bảo, Bán Chi cô nương ngủ giường đi. Lý Bán Chi ngồi lên giường, nàng ta nhìn Diệp Huyên rồi cười, ngươi cũng lại đây đi. Này không đúng lắm. Sao thế, ngươi sợ ta ăn thịt ngươi à? Diệp Huyên cười trừ, hắn cũng đến bên giường ngồi xuống cạnh Lý Bán Chi. Bấy giờ, Lý Bán Chi bỗng kéo tay Diệp Huyên lại, Diệp Huyên liếc mắt nhìn nàng ta, nhưng không phản kháng. Lý Bán Chi khẽ cười nói, ta đã điều tra Diệp công tử rồi, thật lòng, ta cũng có chút kính nể với Diệp công tử, nhất là với cách làm người của người. Diệp công tử trọng tình trọng nghĩa, còn xem đạo kinh như rác rưởi. Nói đến đây, nàng ta lắc đầu nở nụ cười, chỉ với điểm này thôi, thế gian đã hiếm có người đàn ông nào có thể so được với Diệp công tử. Diệp Huyên nhìn Lý Bán Chi, cũng cười đáp, chẳng lẽ Bán Chi cô nương thích ta thật. Lý Bán Chi trừng mắt nhìn, cũng không đến mức đó, nhưng đúng là có chút hảo cảm. Diệp Huyên cười nói, Bán Chi cô nương, bây giờ chúng ta là bạn bè, đúng không? Lý Bán Chi gật đầu, đúng. Nói xong. Nàng ta lại nhìn Diệp Huyên, nếu đã là bạn bè, vậy ta muốn mượn của công tử một ít đồ. Món nào? Tuy hắn đang cười, nhưng trong tháp giới ngục, kiếm chấn hồn đã vào thế chuẩn bị xuất thủ. Lý Bán Chi bỗng cong môi lên, muốn mượn máu của Diệp công tử. Vừa dứt lời, một luồng sức mạnh thần bí bỗng ập xuống Diệp Huyên, trong phút chốc, toàn thân hẳn lập tức xuất hiện vô số sợi thừng đỏ tươi màu máu siết chặt lấy hắn. Diệp Huyên nhìn Lý Bán Chi, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, Bán Chi cô nương muốn làm gì? Muốn chơi trò mạnh bạo à? Lý Bán Chi cười nói, thật không dám giấu, ta muốn cắn nuốt huyết mạch của Diệp công tử. Nghe thế, Diệp Huyên sửng sốt. Một khắc sau, kiếm chấn hồn trong cơ thể hắn bỗng bình tĩnh lại. Diệp Huyên nhìn Lý Bán Chi,
người phụ nữ này muốn xác hợp máu của hắn. Hoặc là nói muốn xác hợp với cha của hắn. Nhưng Diệp Huyền cũng có chút sợ hãi, không biết người cha này của mình có đáng tin không. Nếu không đáng tin, không đấu lại người ta. Không thể không nói, lúc này Diệp Huyền quả thật có hơi ngơ ngác. Hắn biết cô gái trước mắt chắc chắn có mục đích gì đó, nhưng hắn thế nào cũng không ngờ đến đối phương vậy mà muốn nuốt chửng máu của hắn. Huyết mạch chi lực. Diệp Huyền vốn sắp ra tay lại ngừng lại. Tuy rằng cơ thể hắn bị một lực lượng thần bí khóa chặt, nhưng hắn có lòng tin có thể chém tan lực lượng thần bí này. Mặc kệ là đạo đình hay là đạo chủng chi địa, thực ra đều đánh giá thấp thực lực của hắn. Nhưng mà, hắn cũng không lựa chọn ra tay. Hắn vẫn rất tự tin với huyết mạch chi lực của mình. Cắn nuốt máu của mình. Hắn muốn xem là huyết mạch chi lực của Lý Bán Chi này mạnh hay là huyết mạch chi lực của hắn mạnh. Tuy có lòng tin với huyết mạch chi lực của mình, nhưng kiếm chấn hồn trong cơ thể hắn vẫn vận sức chờ phát động, chuẩn bị xuất kiếm bất cứ lúc nào. Trước mặt Diệp Huyền, Lý Bán Chi đột nhiên nói, người rất bình tĩnh. Diệp Huyền nhìn về phía Lý Bán Chi, cười nói, Bán Chi cô nương, ta vốn nghĩ rằng cô không giống những người khác, đáng tiếc, cô vẫn là lựa chọn lợi ích trước mắt. Lý Bán Chi cười nói, nếu không phải huyết mạch chi lực của ngươi đặc biệt, có tác dụng lớn với ta, thì ta quả thật sẽ lựa chọn làm bạn với ngươi, đáng tiếc. Nói xong, nàng ta lắc đầu cười, ngươi có gì ngôn gì không? Diệp Huyền im lặng. Lý Bán Chi cười nói, không nói gì tức là không có rồi. Nói xong, nàng ta đột nhiên đặt tay phải lên vai Diệp Huyền, trong phút chốc, máu trong cơ thể Diệp Huyền bắt đầu rung động. Giờ phút này, Lý Bán Chi bỗng trở nên hưng phấn, ta có thể cảm nhận được, huyết mạch chi lực của ngươi cực kỳ mạnh, nếu như huyết mạch của ta cắn nuốt huyết mạch chi lực của ngươi, nhất định có thể tăng lên một tầng. Nói xong, tay phải của nàng ta nâng lên, trong phút chốc, máu tươi đột nhiên lao ra từ trong cơ thể Diệp Huyền, máu tươi này thuận theo tay phải của Lý Bán Chi vào trong cơ thể nàng ta. Trong phút chốc, cơ thể Lý Bán Chi lập tức biến thành màu đỏ. Lý Bán Chi từ từ nhắm hai mắt, có chút hưng phấn nói, huyết mạch chi lực thật mạnh, thật. Nói đến đây, nàng ta đột nhiên mở hai mắt, sao? Sao lại thế này? Diệp Huyền nhìn Lý Bán Chi, không nói gì. Lý Bán Chi hoảng sợ nói, không, không có thể nào, tuyệt đối không thể. Giờ phút này trong cơ thể nàng ta, máu của Diệp Huyền đang cắn nuốt máu của nàng ta. Máu của Diệp Huyền muốn đảo khách thành chủ. Lý Bán Chi vội vàng vận động huyết mạch chi lực, muốn trấn áp huyết mạch của Diệp Huyền, nhưng nàng ta lại hoảng sợ phát hiện, huyết mạch chi lực của nàng ta căn bản không thể trấn áp huyết mạch của Diệp Huyền. Huyết mạch của Diệp Huyền đang điên cuồng cắn nuốt huyết mạch của nàng ta. Giờ phút này, Lý Bán Chi thật sự hoảng rồi. Dường như nghĩ đến cái gì, Lý Bán Chi đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, kinh hãi nói, ngươi có thể khống chế máu kia. Diệp Huyền gật đầu. Lý Bán Chi nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, làm cho huyết mạch của ngươi dừng lại. Một sợi kiếm quang đột nhiên bay ra từ trong cơ thể Diệp Huyền, ngay sau đó, toàn bộ những sợi màu đỏ trói chặt hắn đều biến mất không chút tung tích. Diệp Huyền nhìn Lý Bán Chi, cười nói, Lý cô nương, chơi vui không? Lý Bán Chi trầm giọng nói, ta đã đánh giá thấp ngươi. Nên nói là ta đã đánh giá thấp huyết mạch chi lực của ngươi. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Lý Bán Chi nhìn Diệp Huyền, đột nhiên nhoẻn miệng cười, chúng ta hợp tác, giống như lúc trước nói vậy. Diệp Huyền lắc đầu cười, thật xin lỗi, bây giờ ta không muốn hợp tác với cô nương nữa. Vẻ mặt Lý Bán Chi bình tĩnh, không muốn hợp tác cũng không sao, Diệp công tử có thể tự mình rời đi. Diệp Huyền nhìn Lý Bán Chi, không nói gì. Lý Bán Chi nhếch miệng cười, Diệp công tử chẳng lẽ muốn giết ta? Diệp Huyền gật đầu có ý định này. Lý Bán Chi nhìn Diệp Huyền, vẻ mặt bình tĩnh, ngươi sẽ không làm như vậy. Cũng không dám làm như vậy. Nếu ta chết ở nơi này, ngươi hẳn là biết hậu quả. Phải biết rằng, tình cảnh của Diệp công tử và vũ trụ ngũ duy hiện tại vốn đã cực kỳ gay gâu. Nếu ta chết trong tay Diệp công tử, vậy Diệp công tử chẳng khác nào trở thành kẻ địch với cả đạo đình và đạo chủng chi địa. Diệp công tử thông minh như thế,
chắc chắn sẽ không làm cho chính mình và vũ trụ ngũ duy rơi vào tình cảnh tuyệt vọng như vậy, đúng không? Diệp Huyên lắc đầu, cô lầm rồi. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên chém một kiếm. Bù! Cổ họng của Lý Bán Chi lập tức bị rách ra. Lý Bán Chi trợn tròn mắt, nàng ta nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, nàng ta không ngờ Diệp Huyên thật sự dám giết nàng ta. Diệp Huyên sao có thể ngốc nghếch như thế? Sao có thể? Chẳng lẽ hắn không sợ đạo chủng chi địa trả thù sao? Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Lý Bán Chi. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên cười nói, Bán Chi cô nương, từ biểu cảm của cô cho thấy hình như cô có chút bất ngờ. Lý Bán Chi nhìn chằm chằm Diệp Huyên, nàng ta muốn báo cho bên ngoài, nhưng nàng ta bị huyết mạch chi lực của Diệp Huyên trấn áp, hiện tại nàng ta không thể điều động chút sức lực nào. Nếu huyết mạch chi lực của Diệp Huyên ở bên ngoài, thì không thể làm gì được nàng ta, nhưng huyết mạch chi lực của Diệp Huyên ở trong cơ thể nàng ta, hiện tại Diệp Huyên đã làm chủ cơ thể nàng ta. Chỉ cần một ý niệm của Diệp Huyên, nàng ta lập tức sẽ nổ tan xác mà chết. Lý Bán Chi từ từ nhắm hai mắt, nói cho ta biết, ngươi sẽ làm thế nào để giải quyết tốt hậu quả. Để ta chết được nhắm mắt. Tay phải Diệp Huyên vuốt nhẹ lên má Lý Bán Chi cô nương không thể không nói, cô rất đẹp, ta cũng có chút không đành lòng hủy diệt một cô gái xinh đẹp như vậy. Nói xong, tay phải hắn dần dần nắm chặt lại, trong phút chốc, một lực lượng mạnh mẽ tự tập hợp trong tay hắn. Lý Bán Chi nhìn Diệp Huyên, chờ đợi màn biểu diễn của Diệp Huyên. Đúng lúc này, trong mắt Diệp Huyên hiện lên ra nét hung ác, hắn đánh một quyền lên người mình, trong phút chốc, một lực lượng hủy thiên diệt địa bùng nổ ra từ trong mật thất tựa như hồng thủy. Đạo quyền. Lúc này đây, Diệp Huyên đang thi triển chính là đạo quyền, quyền này vừa ra, cả đạo chủng chi địa khiếp sợ. Khi Diệp Huyên đánh một quyền vào ngực hắn, Lý Bán Chi hơi ngẩn người, lập tức, nàng ta nhẹ giọng nói, kế hay. Lúc này, nàng ta đã hiểu Diệp Huyên sẽ giải quyết hậu quả như thế nào. Theo một quyền đánh vào ngực mình của Diệp Huyên kia, cả mật thất đột nhiên gian hóa thành cho tàn, cùng lúc đó, không gian trong phạm vi mấy chục nghìn dặm quanh mật thất ngay lập tức nổ tung, cũng nổ tung cùng với nó còn có cơ thể Lý Bán Chi. Thần hồn câu diệt. Cả đạo chủng chi địa khiếp sợ. Có người tập kích đạo chủng chi địa. Rất nhanh, vô số cao thủ chạy đến nơi xảy ra chuyện, người đầu tiên chạy đến chính là Chu Kiến Thâm, khi nhìn thấy mật thất đã hóa thành cho tàn. Sắc mặt Chu Kiến Thâm liền trở nên cực kỳ khó coi, ông ta nhìn lướt qua bốn phía, ngay sau đó, ông ta trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên. Giờ phút này, Diệp Huyên có thể nói là vô cùng thê thảm. Toàn thân Diệp Huyên đều đã nứt toác, máu tươi chảy không ngừng, hơi thở cũng cực kỳ yếu, giống như có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Chu Kiến Thâm không quan tâm Diệp Huyên, ông ta nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh, sắc mặt ông ta trở nên trắng bệch. Lý Bán Chi đâu? Lúc này, các cao thủ của đạo chủng chi địa cũng lũ lượt đuổi tới đây, khi nhìn thấy bộ dạng kia của Diệp Huyên, tất cả cao thủ đạo chủng chi địa ở đây đều sửng sốt. Đây là có chuyện gì? Lúc này, Chu Kiến Thâm đột nhiên nhấc bổng Diệp Huyên lên, ông ta nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, sao lại thế này? Diệp Huyên không nói gì, miệng liên tục phun ra máu, cả người giống như sắp tắt thở bất cứ lúc nào. Một bên, một cao thủ của đạo chủng chi địa trầm giọng nói, hắn bị thương quá nặng rồi. Chu Kiến Thâm tức giận nói, Bán Chi đâu? Diệp Huyên vẫn không có trả lời, vẫn liên tục phun máu. Chu Kiến Thâm còn muốn hỏi, một ông lão đột nhiên nói, bình tĩnh một chút, trị thương cho hắn trước đã. Chu Kiến Thâm nhìn chằm chằm Diệp Huyên, một lát sau, ông ta lấy đan dược ra cho Diệp Huyên uống, sau khi uống đan dược kia, hơi thở của Diệp Huyên đã mạnh hơn một chút. Thấy vậy, Chu Kiến Thâm vội vàng nói, Bán Chi đâu? Diệp Huyên nhìn thoáng qua bốn phía, có chút ngỡ ngàng, Bán Chi đâu? Chu Kiến Thâm nhíu mày, lúc này, ông lão kia trầm giọng nói, Diệp công tử, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Diệp Huyên đột nhiên điên cuồng, Bán Chi đâu? Nói xong, hắn nắm lấy ống tay áo của Chu Kiến Thâm, giống giật, Bán Chi đâu? Bán Chi của ta đâu? Chu Kiến Thâm. Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau.
Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên run giọng nói, Chu trưởng lão, hồn bài của thần nữ. Vỡ tan rồi. Vỡ rồi. Nghe vậy, sắc mặt của tất cả cao thủ ở đây lập tức thay đổi. Giờ phút này sắc mặt của Chu Kiến Bân cũng trở nên tái nhợt. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên giống giận, hồn bài vỡ rồi. Có ý gì, hả, có ý gì? Nói xong, hắn tóm lấy người đàn ông trung niên, rít gào giống như dã thú, người nói hồn bài vỡ tan rồi là có ý gì? Hả? Người đàn ông trung niên chần chừ một lát, sau đó run giọng nói, Diệp công tử, thần nữ sợ là đã gặp phải bất trắc. Không thể nào. Diệp Huyên đột nhiên giống giận, âm thanh vang dội như sấm sét, thẳng đến tận trời, không thể nào. Bán chi tuyệt đối không thể gặp chuyện không may, tuyệt đối không thể nào. Lúc này không chỉ giọng hắn run rẩy, biểu cảm cũng trở nên hoảng sợ, giống như mất đi người thân yêu vậy. Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyên, thấp giọng thở dài, không dám nói nữa. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên ôm đầu bắt đầu gào thét, trong tiếng gào lộ ra sự bi thương vô tận. Chu Kiến Thâm ở bên cạnh đột nhiên trầm giọng nói, Diệp công tử, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Huyên, mà Diệp Huyên vẫn ở đó kêu rên, giống như muốn khóc đến tắt thở. Mọi người! Chu Kiến Thâm đi đến trước mặt Diệp Huyên, ông ta trầm giọng nói, Diệp công tử, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Huyên đột nhiên ngẩng đầu, lúc này, trên mặt hắn nước mắt giàn giụa. Mọi người nhìn Diệp Huyên đã khóc, trong lòng có chút phức tạp, người này quả thật là một người trọng tình. Diệp Huyên trầm giọng nói, lúc nãy ta và Lý Bán Chi vừa vào mật thất, Bán Chi nói có chuyện quan trọng muốn nói với ta, mà đúng lúc này, một người thần bí đột nhiên xuất hiện trong mật thất. Sau đó ông ta ra một quyền. Nói đến đây, trong mắt hắn có chút sợ hãi, ta chưa bao giờ gặp một quyền mạnh như thế. Chỉ một quyền kia, ta trực tiếp bị đánh bay. Chu Kiến Thâm nhíu mày, người thần bí. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy, người thần bí. Ta không nhìn thấy mặt của ông ta cách ta rất gần, nhưng không biết vì sao, ta chính là không nhìn thấy được gương mặt của ông ta. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía Chu Kiến Thâm, ta nhớ Bán Chi đã nói một câu. Chu Kiến Thâm vội vàng hỏi, nói cái gì? Diệp Huyên nắm chặt hai tay, Bán Chi nói, đạo đình. Đạo đình. Nghe vậy, vẻ mặt các cao thủ ở đây lập tức trở nên dữ tợn. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên gằn giọng nói, đạo đình. Chắc chắn là đạo đình. Đạo đình, Diệp Huyên ta thề với trời, ta và các ngươi không đội trời chung. Mọi người. Tại đây, Diệp Huyên mang gương mặt dữ tợn, trên người tỏa ra sát khí lấn át người khác. Mà sắc mặt của những cao thủ đạo chủng chi địa ở đây cũng vô cùng âm trầm. Đạo đình vậy mà đã ra tay rồi. Lúc này, Chu Kiến Thâm đột nhiên nói, Diệp công tử, người có thể kể lại một chút về tình hình lúc trước không? Diệp Huyên từ từ nhắm hai mắt, run giọng nói, ta đã nói rồi. Ta và Bán Chi vừa vào mật thất, cao thủ thần bí kia đã xuất hiện trước mặt hai người bọn ta, Bán Chi vừa định gọi người. Nhưng cao thủ thần bí kia đã lập tức ra tay. Sau đó liền biến thành như bây giờ. Chu Kiến Thâm trầm giọng nói, nhưng chúng ta không phát hiện cao thủ đạo đình. Vẻ mặt của Diệp Huyên đột nhiên trở nên nghiêm trọng, đối phương rất mạnh, bởi vì ta và Bán Chi đều không kịp đánh trả. Nói xong, hắn lắc đầu, nếu không phải cơ thể ta đủ mạnh, sợ là cũng đã thần hồn câu diệt. Chu Kiến Thâm nhìn thoáng qua cơ thể Diệp Huyên, không thể không nói. Vết thương của Diệp Huyên quả thật rất nghiêm trọng. Một lát sau, Chu Kiến Thâm nói, Diệp công tử, người đi trị thương trước đi. Lúc này, sắc mặt Diệp Huyên đột nhiên thay đổi, không tốt. Đạo kinh của ta mất rồi. Đạo kinh. Chu Kiến Thâm nhíu mày, đạo kinh. Diệp Huyên gật đầu, vẻ mặt hoảng sợ, đúng, trước khi đến, ta mang theo 5 cuốn đạo kinh, nhưng bây giờ không thấy nữa rồi. Bị mất rồi. Nghe vậy, các cao thủ đạo chủng chi địa nhìn nhau. Lúc này, một ông lão đột nhiên trầm giọng nói, nhất định là đạo đình. Một cao thủ khác gật đầu, ngoài đạo đình ra, không còn ai khác nữa. Lần này vẫn là chúng ta đã sơ suất.
Chu Kiến Thâm đột nhiên nói, Diệp công tử, người đi chữa thương trước đi. Chữa lành vết thương trước. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Chu Kiến Thâm, hắn cung tay làm lễ, sau đó xoay người rời đi. Sau khi Diệp Huyên rời đi, Chu Kiến Thâm từ từ nhắm hai mắt. Lúc này, ông lão bên cạnh Chu Kiến Thâm đột nhiên nói, người không tin hắn. Chu Kiến Thâm lắc đầu, việc này có chút kỳ quặc. Nhưng, hắn không có lý do gì giết Bán Chi. Hơn nữa, cho dù có lý do giết Bán Chi, hắn cũng không thể giết Bán Chi trong chớp mắt, người ra tay chắc chắn có thực lực vượt xa Bán Chi. Hơn nữa, hắn bị thương không phải là giả, quả thật thương rất nặng, thiếu chút nữa cơ thể vỡ tan. Còn nữa, hắn là kiếm tu, mà lực lượng vừa rồi không có chút dao động của kiếm ý và kiếm khí nào. Nói xong, ông ta nhìn về phía chân trời xa xa, nhẹ giọng nói, đủ loại dấu hiệu cho thấy, người ra tay không phải hắn. Đối với ta vẫn cảm giác chuyện này có gì đó kỳ lạ. Ông lão trầm giọng nói, cho dù hắn có năng lực giết Bán Chi, hắn cũng không có lý do ra tay giết Bán Chi. Hiện tại vũ trụ ngũ duy đã có kẻ địch lớn là đạo đình, Diệp Huyên sẽ không ngu ngốc giết Bán Chi vào lúc này, thành kẻ địch với đạo chủng chi địa ta. Cho nên, ta cảm thấy người ra tay có lẽ chính là đạo đình. Mà sở dĩ đối phương ra tay, rất rõ ràng, không muốn để đạo chủng chi địa có quan hệ thông gia với Diệp Huyên, hoặc là nói, đối phương không muốn đạo kinh rơi vào trong tay đạo chủng chi địa ta. Đạo kinh. Đồng tử Chu Kiến Thâm chợt co rụt lại, ta thiếu chút nữa đã quên mất điều này. Đạo kinh, Diệp Huyên không có lý do gì giết Bán Chi, nhưng là, đạo đình có. Nói đến đây, sắc mặt ông ta trở nên khó coi, chúng ta quá ngốc rồi. Lần này Diệp Huyên đến đây, cũng không phải là tay không mà đến, mà là mang theo 5 cuốn đạo kinh đến, 5 cuốn đạo kinh. Đạo đình sao có thể để 5 cuốn đạo kinh kia rơi vào tay chúng ta, nếu ta là bọn họ, cũng sẽ bất chấp tất cả ra tay ngăn cản. Ông lão gật đầu, lần này chúng ta đã lơ là rồi. Nói xong, ông ta nhìn về phía Chu Kiến Thâm, bây giờ làm thế nào? Chu Kiến Thâm gần giọng nói, thông báo cho La Hầu, nói thần nữ bị cao thủ đạo đình giết rồi. Ông lão gật đầu, được. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Giữa sân, Chu Kiến Thâm trầm lặng. Thực ra, ông ta từng nghi ngờ Diệp Huyên, phải nói ngay từ đầu đã nghi ngờ Diệp Huyên, nhưng Diệp Huyên thật sự không có lý do gì giết Lý Bán Chi. Diệp Huyên phải ngu xuẩn đến mức nào mới giết Lý Bán Chi vào thời điểm này? Còn nữa, cho dù Diệp Huyên muốn giết Lý Bán Chi, cũng không thể im hơi lặng tiếng giết Lý Bán Chi. Thực lực của Lý Bán Chi không yếu hơn chút nào so với Diệp Huyên, cho dù Diệp Huyên ra tay với nàng ta cũng không đến mức không có cả sức đánh trả. Người giết Lý Bán Chi nhất định là cao thủ có cấp bậc như chân võ thần quân. Nghĩ vậy, Chu Kiến Thâm xoay người rời đi. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên về tới phòng mình. Hắn ngồi xuống, bắt đầu chữa thương. Lúc này, tiếng nói của Diệp Chi Mệnh vang lên trong đầu hắn, rất nguy hiểm. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, ta thật không ngờ ngươi sẽ giết nàng ta cho rằng ngươi sẽ tiếp tục hợp tác với nàng ta. Diệp Huyên từ từ nhắm hai mắt, nàng ta không ngốc, nếu lần này không loại trừ nàng ta, ngày sau sẽ có vô vàn tai họa. Diệp Chi Mệnh trầm lặng. Nàng ta phát hiện, Diệp Huyên thật sự thay đổi rồi. Nếu là lúc trước, Diệp Huyên chắc chắn sẽ không giết cô gái kia, chắc chắn sẽ tiếp tục hợp tác với nàng ta. Nhưng hiện tại, hắn trực tiếp giết chết. Mộ Niệm Niệm. Sau khi Mộ Niệm Niệm rời khỏi, tính cách của Diệp Huyên đã thay đổi rất nhiều, hắn trở nên tàn nhẫn hơn trước. Lúc này nàng ta đột nhiên thấy có chút may mắn, may vì mình đã gặp hắn vào lúc trước. Nếu là bây giờ gặp Diệp Huyên, hắn khẳng định sẽ không do dự mà giết chết nàng ta. Diệp Chi Mệnh thu hồi suy nghĩ, tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, báo thù cho Bán Chi. Bán Chi bị đánh cho thần hồn đều bị hủy diệt, người làm chồng của nàng ta như ta làm sao có thể không giúp nàng ta báo thù. Cuộc đời này, Diệp Huyên ta lấy việc diệt đạo đình làm mục tiêu, không giúp Bán Chi báo thù, thề không bỏ qua. Diệp Chi Mệnh. Diệp Huyên từ từ nắm chặt hai tay, khuôn mặt có chút dữ tợn, Niệm tỷ, ngươi yên tâm,
ngoài tỷ ra, ta sẽ không bị phụ nữ tính kế. Ai tính kế ta, ta khiến nàng ta chết không được yên. Nhưng vào lúc này, một lực lượng mạnh mẽ đột nhiên đánh lên phòng của Diệp Huyên. Ầm. Căn phòng bị sụp đổ trong nháy mắt. Cùng lúc đó, một âm thanh dữ tợn bỗng nhiên vang lên từ trên đạo chủng sơn, tên khốn Diệp Huyên, ngươi chết đi cho ta. Đồ Minh. Chu Kiến Thâm nghe thấy âm thanh kia, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng lao đến chỗ Diệp Huyên. Bên trong đống đổ nát, Diệp Huyên đi ra. Ở trước mặt hắn cách đó không xa có một người đàn ông đứng đó, người đàn ông mặc áo bào đen, thân hình cao lớn, trên người toát ra khí chất ngạo mạn. Diệp Huyên nhìn đánh giá người đàn ông, mặt không chút thay đổi, người hẳn là Đồ Minh. Đồ Minh nheo mắt, người biết ta. Diệp Huyên đột nhiên tức giận chỉ Đồ Minh, ngươi là đồ hèn nhát. Đồ Minh nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia sát ý, hèn nhát. Diệp Huyên nhe răng cười, chẳng lẽ không hèn nhát sao? Bán chi là bị ai giết, là đạo đình, ngươi không dám đến tìm đạo đình gây phiền phức, lại đến tìm ta, ngươi không phải người hèn nhát là cái gì? Đồ Minh nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, ngươi không xứng với nàng. Khuôn mặt Diệp Huyên càng trở nên dữ tợn, thật là buồn cười, nàng ta đã ngã xuống rồi, ngươi lại chạy tới nói với ta về vấn đề có xứng với nàng ta không? Ta hỏi ngươi, nếu ngươi thật sự yêu nàng ta, vậy ngươi dám báo thù cho nàng ta không? Ngươi dám không? Đồ Minh nhìn Diệp Huyên, ta tự nhiên sẽ báo thù cho nàng. Nhưng ngươi là chồng của nàng, chẳng lẽ không nên báo thù cho nàng sao? Diệp Huyên lập tức giơ thẳng tay phải lên. Diệp Huyên ta lấy hồn phách thể, đời này không tiêu diệt đạo đình, Diệp Huyên ta nguyện thần hồn câu diệt. Nghe vậy, các cao thủ đạo chủng chi địa chạy đến đây đều nhìn nhau, trong lòng có chút khiếp sợ. Lấy hồn phách thể. Không tiêu diệt đạo đình, nguyện thần hồn câu diệt. Không thể không nói, giờ phút này mọi người ở đây đã có thêm nhiều thiện cảm với Diệp Huyên. Lúc này, Diệp Huyên nhìn về phía Đồ Minh, người dám thể không? Đồ Minh nhìn Diệp Huyên, sắc mặt có chút âm trầm. Mà những người ở đây cũng lần lượt nhìn về phía Đồ Minh, người này à, chỉ sợ có so sánh. Một khi có so sánh, người nào xấu hổ người đó biết. Lúc này, Đồ Minh đột nhiên giơ tay phải lên, đang muốn thề, nhưng một ông lão bất chợt xuất hiện trước mặt ông ta, lập tức ngăn cản ông ta. Đồ Minh trầm giọng nói, ông nội. Vị trước mặt này chính là Đồ Cương của nhà họ Đồ, cũng là người mạnh nhất hiện nay của nhà họ Đồ. Ngự đạo cảnh đỉnh phong. Đồ Cương nhìn thoáng qua Diệp Huyên, nếu các hạ đã có lòng muốn báo thù cho bán chi, vậy vì sao không đến vực thiên giới? Diệp Huyên cười lạnh nói, các hạ yên tâm, chỉ cần vết thương của ta khỏi, ta lập tức tiến đến vực thiên giới. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Đồ Minh. Khinh thường nói, chẳng trách bán chi chướng mắt ngươi, ngay cả quyết tâm báo thù cho nàng ta cũng không có, còn nói thích nàng ta, ngươi xứng sao? Ngươi không xứng. Sắc mặt Đồ Cương vô cùng khó coi. Lúc này, Diệp Huyên nhìn lướt qua bốn phía, các vị, hôm nay ở đây Diệp Huyên ta tuyên bố, ta và bán chi đã thành hôn, vậy Diệp Huyên ta cũng tính là một nửa người của đạo chủng chi địa, ngày mai ta sẽ đến vực thiên giới, Diệp Huyên ta thể độc. Đời này nếu không tiêu diệt đạo đình, ta nguyện bị thần hồn câu diệt. Nghe vậy, những cao thủ ở đây đều kính phục. Chu Kiến Thâm nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi. Diệp Huyên khoát tay áo, bán chi từng nói với ta, nàng nói đạo chủng chi địa rất phức tạp, mà ta không muốn tham gia vào việc của đạo chủng chi địa. Các vị yên tâm, tuy ta đã thành hôn với bán chi, nhưng sẽ không ống quan tâm bất cứ chuyện gì của đạo chủng chi địa. Ta chỉ muốn báo thù cho nàng ta, về phần tranh quyền đoạt lợi gì đó, các ngươi tùy ý. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Vẻ mặt của mọi người ở đây trông khá xấu hổ. Đặc biệt là Đồ Minh kia. Diệp Huyên vừa rồi đã dám thể độc. Hủy diệt đạo đình, bằng không thần hồn câu diệt. Đây là lời thề độc đến mức nào? Phải biết rằng, đạo chủng chi địa và đạo đình đã tranh đấu không biết bao nhiêu năm. Hủy diệt đạo đình. Nói dễ hơn làm. Lời thề độc này một khi nói ra, nếu không cố gắng làm, ngày sau ắt sẽ sinh tâm ma, cả đời khó tiến nửa bước.
Đây cũng là lý do vì sao Đồ Cương ngăn cản ông ta. Loại thể độc này không thể dễ dàng thốt ra, hơn nữa, còn là chuyện rất khó như hủy diệt đạo đình. Nhưng, Diệp Huyên dám thề. Cách đó không xa, Chu Kiến Thâm đột nhiên nhẹ giọng nói, hắn nghiêm túc sao? Ông ta thực ra có chút bất ngờ với lời thề độc của Diệp Huyên. Đây là thề độc. Người tu vi càng cao, càng không dễ dàng thề độc, bởi vì một khi không làm được, nảy sinh tâm ma, vậy sẽ gặp vô vàn rắc rối. Nhưng Diệp Huyên lại dám thề đến mấy lần. Người này là nghiêm túc sao? Nửa ngày sau, Diệp Huyên đột nhiên cầm kiếm lên rời khỏi đạo chủng chi địa. Một người một kiếm đi đến vực thiên giới. Không ai ngăn cản, ngược lại, còn có rất nhiều đến tiễn. Chấm 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 chấm. Tiến đến vực thiên giới. Diệp Huyên cũng không phải chỉ làm bộ, mà là thật sự đi đến vực thiên giới. Hoặc là hắn chết, hoặc là đạo đình diệt vong. Sau khi Diệp Huyên rời đi, càng ngày càng nhiều cao thủ đạo chủng chi địa tiến đến vực thiên giới. Hiện tại cái chết của bán chi cơ bản đã được kết án. Chính là do đạo đình làm. Ngoài đạo đình ra thì còn ai? Vực thiên giới vốn đã ngừng chiến, lại lần nữa chiến đấu. Chấm chấm chấm. Trong sao trời, Diệp Huyên ngự kiếm lao nhanh. Thực ra có chút đáng tiếc, bởi vì hắn không dùng kiếm chấn hồn hấp thu linh hồn của bán chi, linh hồn của Lý bán chi kia đặc biệt mạnh, nếu có thể hấp thu linh hồn đối phương, kiếm chấn hồn chắc chắn sẽ tăng lên rất lớn. Ngoài điều đó ra, huyết mạch của đối phương cũng rất mê người. Nhưng mà, hắn cũng không có lựa chọn cắn nuốt huyết mạch của đối phương. Bởi vì như vậy quá mạo hiểm. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, ngươi nói, đạo chủng chi địa có nghi ngờ ngươi không? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, Chu Kiến Thâm kia không phải lúc trước đã nghi ngờ ta sao? Nhưng ta tin rằng, bọn họ cuối cùng sẽ lựa chọn tin tưởng ta. Diệp Chi Mệnh hỏi, vì sao? Diệp Huyên nói, chỉ một điểm, bọn họ không cho rằng ta có thực lực giết chết Lý Bán Chi. Lý Bán Chi là bị người ta giết trong chớp mắt, gần như không có phản kháng, người nói, trong lòng bọn họ sẽ cho rằng Diệp Huyên ta có thực lực đó sao? Diệp Chi Mệnh thấp giọng thở dài. Thật ra lần này hoàn toàn là Lý Bán Chi tự tìm đường chết. Nếu không phải đối phương muốn cắn nuốt huyết mạch, dù cho Diệp Huyên muốn giết đối phương, cũng không có năng lực đó, đánh tay đôi, Diệp Huyên có lẽ có thể thắng, thế nhưng ở đó là đạo chủng chi địa. Lý Bán Chi nói một câu, Diệp Huyên sẽ chết vì bị đánh hội đồng. Nhưng Lý Bán Chi kia lại khăng khăng muốn cắn nuốt huyết mạch của Diệp Huyên. Toàn thân trên dưới của Diệp Huyên thứ gì biến thái nhất? Chính là máu của hắn. Nhưng Diệp Chi Mệnh không có chút đồng cảm nào đối với Lý Bán Chi. Cô gái kia muốn cắn nuốt huyết mạch của Diệp Huyên, một khi nàng ta thành công, cộng thêm nàng ta lại thành thân với Diệp Huyên, đến lúc đó, nàng ta rất có thể sẽ thuận lợi tiếp quản cả vũ trụ ngũ duy. Có thể nói, kế sách của cô gái kia vô cùng độc. Không chỉ muốn giết chết Diệp Huyên, còn muốn lấy cả đạo kinh và vũ trụ ngũ duy của Diệp Huyên. Thế nhưng đối phương thật không ngờ, huyết mạch chi lực của Diệp Huyên lại mạnh như thế. Có thể nói, Lý Bán Chi tự hại chết mình còn kéo theo cả đạo chủng chi địa. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên lấy hồ lô càn khôn ra. Hồ lô đại tiên. Diệp Huyên đương nhiên không quên nó, cho tới bây giờ, hắn còn chưa dùng hồ lô đại tiên này. Diệp Huyên hỏi, hồ lô đại tiên, thế giới bà xa rất mạnh sao? Hồ lô đại tiên vội vàng nói, đương nhiên mạnh, rất mạnh rất mạnh. Diệp Huyên lại hỏi, mạnh đến mức nào? Hồ lô đại tiên trầm lặng. Diệp Huyên nói, ví dụ như ta đến thế giới bà xa, thì thuộc trình độ gì? Hồ lô đại tiên suy nghĩ một lát, sau đó nói, cao thủ cấp bậc đứng đầu. Nhưng mà vẫn có người đánh lại được ngươi. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ta hiểu rồi. Hắn vẫn khá tò mò về thế giới xa bà này, dù sao cũng là nơi khởi nguồn của đạo kinh. Hồ lô đại tiên đột nhiên hỏi, vì sao ngươi đột nhiên lại hỏi ta vấn đề này? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ta có một linh cảm, thế giới xa bà cũng sẽ trở thành kẻ địch của ta. Hồ lô đại tiên. Diệp Huyên lại nói, cho dù thế nào,
việc gì cũng phải tính đến trường hợp xấu nhất. Nói xong, hắn từ từ nhắm hai mắt. Hồ Lô Đại Tiên nói, đạo kinh mà các ngươi nói, thế giới xa bà cũng có một cuốn. Diệp Huyên mở mắt, cuốn thứ mấy? Hồ Lô Đại Tiên nói, cái này ta cũng không biết. Diệp Huyên trầm lặng. Nếu hắn muốn tập hợp đủ tất cả đạo kinh, chẳng phải là còn cần đi thế giới xa bà một chuyến. Sắc mặt Diệp Huyên dần trầm xuống. Việc tập hợp đạo kinh này không phải khó bình thường. Nhưng mà, hắn không định từ bỏ. Làm từng bước một. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, tăng tốc độ. Chấm chấm chấm. Vực thiên giới. Vực thiên giới nằm trong một tinh không cổ xưa, trong trời sao này có một vực sâu tinh không rất lớn, không ai biết vực sâu tinh không này được hình thành như thế nào, cũng không có ai để tâm đến vấn đề này. Bởi vì điều mọi người quan tâm là tạo hóa thần tinh trong vực sâu tinh không này. Trong vực sâu tinh không này có vô số mạch khoáng, này đó mạch khoáng sinh ra tạo hóa thần tinh. Đối với các cao thủ chứng đạo cảnh mà nói, trên thế gian này có lẽ chỉ có hai thứ quý báu nhất, một là đạo kinh, hai chính là tạo hóa thần tinh này. Cho dù có đạo kinh, nhưng nếu không có tạo hóa thần tinh, bọn họ cũng không thể tiến thêm một bước. Tu luyện là cần tiền. Càng lên cao, càng cần nhiều tiền. Đây cũng là lý do vì sao có đạo đình và đạo chủng chi địa, bởi vì mọi người tụ tập cùng một chỗ, mới có thể kiếm tiền càng nhanh, càng nhiều. Có thể nói, vực thiên giới là vùng giao tranh của đạo đình và đạo chủng chi địa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đạo đình xảy ra chuyện lớn như vậy, cao thủ ở vực thiên giới cũng không quay về, bởi vì nơi này chính là mạch máu của đạo đình. Nếu một khi bị đạo chủng chi địa chiếm lĩnh hoàn toàn, vậy thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Ở phía nam của vực thiên giới có một tòa thiên cung to lớn, thiên cung này chính là căn cứ địa của vực thiên giới. Trong đại điện thiên cung lớn như vậy chỉ có hai người. Một người là Bạch Đế Tinh Quân đến từ đạo đình. Người còn lại là Chân Võ Thần Quân. Chân Võ Thần Quân có dáng người vạm vỡ, mái tóc xóa tung, mũ và áo giáp vàng. Đứng giữ kiếm, mắt như điện quang, trên người tỏa ra hơi thở mạnh mẽ hút hồn người khác. Chân Võ Thần Quân đứng đầu trong thần quân đạo đình, hiện tại là chỉ huy tam quân của đạo đình. Chân Võ Thần Quân đột nhiên nói, Bạch Đế Tử, về cái chết của vị thần nữ đạo chủng chi địa kia, người thấy thế nào? Bạch Đế Tử nhẹ giọng nói, chắc chắn là gã Diệp Huyên làm. Chân Võ Thần Quân nhìn về phía Bạch Đế Tử, nói như thế nào? Bạch Đế Tử nói, chúng ta không ra tay, ngoài hắn ra thì còn ai khác. Chân Võ Thần Quân nhíu mày, Diệp Huyên có thực lực giết thần nữ kia trong chớp mắt. Bạch Đế Tử lắc đầu, hẳn là không có, nhưng chắc chắn là hắn ra tay. Giết thần nữ, sau đó giá họa cho đạo đình ta. Không thể không nói, chiêu này của hắn rất độc. Chân Võ Thần Quân nói, nếu thật sự là hắn giết, hắn không sợ bị đạo chủng chi địa phát hiện sao? Bạch Đế Tử trầm giọng nói, vậy càng chứng minh người này không đơn giản. Thời điểm này dám giết thần nữ, phải gan dạ đến mức nào? Chân Võ Thần Quân nhìn thoáng qua Bạch Đế Tử, người hình như đánh giá rất cao Diệp Huyên kia. Bạch Đế Tử nghiêm mặt nói, Chân Võ, người chớ nên đánh giá thấp người này, hắn không chỉ có thực lực mạnh, chỉ số thông minh cũng là hiếm có ở nhân gian, ngay từ chuyện lần này mà nói, đạo đình và đạo chủng chi địa vốn có thể tạm thời bãi binh giảng hòa. Nhưng hiện tại, thần nữ kia vừa chết, hai bên chúng ta đã không thể giảng hòa nữa. Quan trọng nhất là, bây giờ Diệp Huyên đã trở thành con rể của đạo chủng chi địa, hơn nữa lấy danh nghĩa báo thù cho thần nữ đến tìm đạo đình ta. Lúc trước hắn muốn tiêu diệt đạo đình, là vì thiên đạo ngũ duy và vũ trụ ngũ duy, nhưng là hiện tại. Khẩu hiệu của hắn thay đổi, sự việc liền hoàn toàn không giống trước nữa. Bởi vì hắn sẽ nhận được sự ủng hộ của đạo chủng chi địa. Hắn báo thù cho Mộ Niệm Niệm, đạo chủng chi địa sẽ không ủng hộ hắn, có lẽ còn sẽ làm ngư ông đắc lợi, để cho chúng ta và Diệp Huyên liều mạng, nhưng mà hiện tại, hắn lấy danh nghĩa báo thù cho thần nữ, đạo chủng chi địa có thể sẽ không làm như vậy nữa. Chân Võ Thần Quân trầm lặng. Bạch Đế Tử lại nói, theo ta được biết, người này đã có được đạo kinh của vị ở âm phủ, hiện tại trên người hắn có 5 cuốn đạo kinh, nhưng là, hắn lại cắn ngược lại. Nói đạo đình ta không chỉ giết thần nữ, còn lấy đi đạo kinh.
ngươi thử nghĩ xem, bây giờ đạo chủng chi địa sẽ làm thế nào? Sẽ bất chấp tất cả liều mạng với chúng ta, cục diện hiện tại rất không có lợi với đạo đình ta. Chân võ thần quân đột nhiên nói, có thể trực tiếp chém giết người này không? Bạch đế tử im lặng. Chân võ thần quân nhìn về phía bạch đế tử, không thể. Bạch đế tử nhẹ giọng nói, sợ là rất khó. Lúc trước ở đạo đình, đạo tổ đã đích thân ra tay một lần, nhưng bị cô gái thần bí kia ngăn cản, mà về thân phận thật sự của cô gái thần bí đó, đạo đình ta vẫn chưa thể tra ra. Nói xong, trong mắt ông ta lộ vẻ lo lắng, Diệp Huyên này cũng không đơn giản như vẻ ngoài, ta nghiên cứu hắn lâu như vậy, vẫn chưa nghiên cứu ra hắn và thế lực phía sau. Chân võ thần quân nhíu mày, thế lực phía sau. Bạch đế tử gật đầu, phía sau hắn chắc chắn có thế lực mạnh, nhưng đạo đình ta không thể tra ra thế lực này. Chỉ có thể tra ra duy nhất hai điểm, thứ nhất, cô gái váy trắng kia, người này hình như là người hộ đạo của Diệp Huyên, nhưng hiện tại cô gái này rốt cuộc ở nơi nào, chúng ta cũng không tra ra. Ngoài ra, còn có huyết mạch chi lực của hắn. Huyết mạch chi lực của hắn cực kỳ mạnh, mà huyết mạch có thể làm người ta phong ma như này, ta cũng chưa từng nghe qua. Nói đến đây, ông ta nhìn về phía chân võ thần quân, mặc kệ là cô gái váy trắng kia, hay là nguồn gốc huyết mạch của hắn, cũng đều không đơn giản, mà những người này, cảm giác tồn tại quá thấp, cho dù ngẫu nhiên ra tay đều là giết trong chớp mắt, bởi vậy, ta không thể biết được thực lực thật sự của bọn họ. Tóm lại, đạo đình ta không thể có chút xem thường nào đối với Diệp Huyên, sự uy hiếp của hắn không yếu hơn đạo chủng chi địa. Chân võ thần quân chậm rãi nhắm hai mắt, có thể lấy được 5 cuốn đạo kinh, quả thật không đơn giản. Bạch đế tử nhẹ giọng nói, lúc trước ta đề nghị tạm thời bãi binh, chính là nghĩ muốn trước tiên loại trừ Diệp Huyên này, nhưng không ngờ Diệp Huyên đến đạo chủng chi địa, mà thần nữ kia còn đã chết. Nói xong, ông ta thấp giọng thở dài, xét đến cùng, là lỗi của ta, lúc trước không nghĩ đến Mộ Niệm Niệm lại mạnh đến mức độ như vậy, là ta đã đánh giá nàng ta quá thấp, nếu không phải như vậy, đạo đình cũng không đến mức rơi vào tình cảnh bị động như hiện nay. Mộ Niệm Niệm. Trong mắt chân võ thần quân hiện lên một tia nghiêm trọng. Cô gái kia chỉ dùng 3 phần thực lực đã đánh nát thân xác đạo tổ, thử nghĩ một chút, nếu nàng ta dùng toàn bộ lực lượng, trong đạo đình còn ai là đối thủ của nàng ta? Trong điện đột nhiên chìm vào im lặng. Thực ra, đến nay bạch đế tử nghĩ lại mà sợ. Nếu không phải Mộ Niệm Niệm muốn bảo vệ vũ trụ ngũ duy, sợ là cô gái đó thật sự có thể hủy diệt đạo đình, dù sao, vẫn có đạo chủng chi địa ở đó. Cũng may, mục đích chính của cô gái kia là bảo vệ vũ trụ ngũ duy. Lúc này, chân võ thần quân chợt nhíu mày, ta vừa nhận được tin tức, Diệp Huyên đã đến vực thiên giới rồi. Bạch đế tử đang muốn nói, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên từ bên ngoài thiên cung, đạo đình xúc sinh, dám giết thần nữ của đạo chủng chi địa ta, các ngươi còn không đến chịu chết. Giọng nói của Diệp Huyên. Bạch đế tử nghe thấy giọng của Diệp Huyên, gương mặt co giật, không nhịn được nói tục, thật là đồ không biết xấu hổ. Chấm 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 chấm. Bên trong cung điện, bạch đế tử đột nhiên nhìn về phía chân võ thần quân, toàn lực tấn công tiêu diệt kẻ này. Chân võ thần quân gật đầu, ông ta cầm kiếm biến mất ở ngay bên trong cung điện. Thế nhưng rất nhanh, ông ta lại quay lại rồi. Bạch đế tử hơi sững người, sao thế? Mặt chân võ thần quân không cảm xúc, hắn đi rồi. Đi rồi. Sắc mặt của bạch đế tử trở nên khó coi, hắn tới mắng một câu xong liền rời đi. Chân võ thần quân gật đầu. Bạch đế tử trầm mặc. Tay phải của chân võ thần quân nắm chặt thanh kiếm trong tay, hắn thật sự có thể nuốt kiếm. Bạch đế tử gật đầu, đúng vậy. Chân võ thần quân hỏi, là vấn đề thể chất hay là vấn đề gì khác? Bạch đế tử trầm giọng nói, có thể là vấn đề thể chất. Thể chất của hắn có chút đặc biệt. Chân võ thần quân gật đầu, đã hiểu. Nói rồi, ông ta nhìn về phía bạch đế tử, tên này lần này đến vực thiên giới. Mục đích của hắn chắc là muốn khiến đạo đình ta và đạo chủng tử chiến. Chúng ta đấu càng kịch liệt, thì đối với hắn càng có lợi. Vậy nên, không thể để cho hắn được như ý, ngươi cùng ta đi gặp La Hầu. Bạch đế tử gật đầu, được. Nói xong, hai người trực tiếp biến mất.
Diệp Huyên vốn muốn giết mấy tên đang đi, thế nhưng, hắn đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm. Hắn không lựa chọn mạo hiểm, quả quyết lựa chọn rời đi. Mặc dù thực lực của hắn hiện giờ rất mạnh, nhưng chưa đến mức vô địch. Không bao lâu sau khi Diệp Huyên rời khỏi thiên cung, một người mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, người áo đen khàn giọng nói, La Hầu muốn gặp ngươi. La Hầu! Lão đại của đạo chủng hiện giờ ở lưỡng giới uyên. Diệp Huyên gật đầu, được. Người áo đen xoay người đi. Diệp Huyên bước theo sau. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên theo người áo đen đi tới trước một tòa thành cổ. Tòa thành cổ đứng sừng sững ở trong tinh không, vô cùng nguy nga tráng lệ. Đạo chủng thành. Mà vừa tới gần tòa thành này, Diệp Huyên liền cảm nhận được vô số luồng khí tức lớn mạnh. Khoảnh khắc này, sắc mặt Diệp Huyên trở nên ngưng trọng chưa từng thấy. Giờ phút này, hắn cảm nhận được rõ ràng khoảng cách giữa vũ trụ ngũ duy, đạo chủng và đạo đình. Sự khác biệt không phải là lớn một cách bình thường. Diệp Huyên đi theo người áo đen đến một đại điện, sau khi tiến vào đại điện, người áo đen lặng lẽ lui ra ngoài. Diệp Huyên ngẩng đầu lên nhìn, cách trước mặt hắn không xa có một người đàn ông trung niên đang đứng. Người đàn ông trung niên mặc một bộ trường bào màu đen, tóc dài xõa ngang vai, eo ông ta dắt một thanh đao có hình thù kỳ dị. La Hầu. Diệp Huyên phát hiện, hắn vẫn cảm nhận không được sự tồn tại của người trước mặt này. La Hầu đột nhiên nói, hai vị hiện thân đi. Lời ông ta vừa thốt ra, Bạch Đế Tử và chân võ thần quân kia liền xuất hiện ở bên trong đại điện. Hai người tới đều không phải bản thể, mà chỉ là một tia hư ảnh. Bạch Đế Tử nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp công tử, lại gặp nhau rồi. Diệp Huyên mặt không cảm xúc, không nói gì, nhưng trong lòng lại thầm suy nghĩ tiếp theo đây có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó. La Hầu nhìn về phía chân võ thần quân, chân võ, thiết nghĩ hai người các ngươi là vì vị Diệp công tử này mà tới đây. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, bọn ta đều rất bận. Chân võ thần quân nhìn La Hầu, ngươi cho rằng thần nữ là do đạo đình ta giết sao? La Hầu mặt không cảm xúc, cái này thì phải hỏi đạo đình ngươi rồi. Chân võ thần quân cười nói, La Hầu, ta và ngươi đã đấu với nhau gần ngàn năm, ngươi chắc biết rõ tính cách của ta, chân võ ta không thèm đi làm ra cái loại chuyện trộm gà cắp chó như vậy. La Hầu trầm mặc. Diệp Huyên đột nhiên lên tiếng, đạo kinh. Nghe vậy, La Hầu nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên nói, ta tin rằng, chân võ thần quân khinh thường làm mấy chuyện như trộm gà cắp chó, thế nhưng, ông không làm, không có nghĩa là người khác sẽ không làm. Nói đoạn, hắn chỉ về phía Bạch Đế Tử ở một bên, ví dụ như ông. Bạch Đế Tử nhìn Diệp Huyên, người có ý gì? Mặt Diệp Huyên không cảm xúc, chân võ thần quân là một vị cường giả chân chính, cường giả như này cho dù có làm ra loại chuyện trộm gà cắp chó, hắn cũng sẽ không dám thừa nhận. Nhưng không phải người nào người nấy cũng đều là chân võ thần quân. Bạch Đế Tinh Quân, ông vì diệt vũ trụ ngũ duy ta, có thủ đoạn gì mà ông chưa từng dùng qua? Bạch Đế Tử cười nói, nhưng ta không có cái thực lực đến đạo chủng để giết người đó. Diệp Huyên nói, chẳng lẽ ông sẽ không phái người đi sao? Đạo đình ông thiếu cường giả sao? Bạch Đế Tử nhìn Diệp Huyên, từ lâu đã nghe nói Diệp công tử giỏi đảo trắng thay đen, hôm nay được gặp. Quả nhiên danh bất hư truyền. Hai mắt Diệp Huyên chậm rãi nhắm lại, sao, đạo đình ông đã giết người, cướp đạo kinh lại không dám thừa nhận. Hay là nói, các ông muốn trả đũa, nói người là do Diệp Huyên ta giết sao? Bạch Đế Tử cười khẩy, chẳng lẽ không có khả năng này sao? Diệp Huyên lắc đầu cười, Bạch Đế Tinh Quân, ta cảm ơn ông đã coi trọng ta như vậy. Bạch Đế Tử mặc kệ Diệp Huyên. Ông ta nhìn về phía La Hầu, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chuyện này có bất thường sao? La Hầu vẻ mặt bình tĩnh, có chút bất thường. Vậy nên, ta mới để cho các ngươi thảo luận. Ngươi nói ngươi là do vị Diệp công tử này giết chết, ngươi có chứng cứ gì không? Bạch Đế Tử nói, nhưng hắn cũng không có bằng chứng nào chứng minh là do đạo đình ta giết. Diệp Huyên nói, ngoại trừ đạo đình ông ra, thì còn ai nữa? Bạch Đế Tử nhìn về phía Diệp Huyên, chẳng phải vẫn còn ngươi đó sao? Diệp Huyên nói, ta có lý do gì để giết thần nữ chứ?
hay là nói ta có thực lực để giết chết thần nữ một cách im hơi lặng tiếng sau? Bạch Đế Tử cười nói, chính bởi vì tất cả dấu vết đều chỉ rõ không phải là ngươi, mới càng có khả năng nhất chính là ngươi. Mặt Diệp Huyên không cảm xúc, theo logic này, của ông, vậy thì chẳng phải ta có thể nói, tất cả các dấu vết đều chỉ rõ ta không phải là cha của ông, vậy thì ta rất có khả năng chính là cha của ông. Bạch Đế Tử khẽ nhíu mày, ý thức. Diệp Huyên xua tay, ý thức là để nói với người, mà theo như ta thấy, đạo đình các ông đâu có phải là người. Bạch Đế Tử khẽ chau mày, Diệp Huyên, người cũng coi như là một nhân vật có tiếng, có thể có chút khí phách của cường giả không? Khí phách của cường giả. Diệp Huyên gần giọng nói, các ông đã giết thê tử vừa mới thành thân của ta, lại còn muốn ta cùng các ông nói về khí phách của cường giả. Các ông đúng là nực cười. Bạch Đế Tử trầm giọng nói, thần nữ không phải là do đạo đình ta giết chết. Diệp Huyên phẫn nộ nói, thế thì là do ai giết? Bạch Đế Tử khẽ nén giận dữ, người hỏi ta, ta biết hỏi ai? Diệp Huyên nhìn chằm chằm Bạch Đế Tử, vậy thì chính là do ông giết. Bạch Đế Tử tức đến nỗi thiếu điều muốn động thủ. Mẹ kiếp, cái tên này là đang giỡn mặt mà. Lúc này, Trần Võ Thần Quân đột nhiên nói, theo như ta biết, Diệp Công Tử và thần nữ mới quen biết không lâu, mà thần nữ vừa mới chết, Diệp Công Tử liền đã thể phải báo thù cho nàng. Diệp Công Tử, ngươi như vậy có phải đã biểu hiện có chút hơi quá rồi không? Hay là nói, có tật giật mình? Nghe vậy, La Hầu nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên nói, thần nữ thích ta. Trần Võ Thần Quân. Bạch Đế Tử cười khẩy, thích ngươi. Nàng ấy thích ngươi vì cái gì chứ? Diệp Huyên nhìn về phía Bạch Đế Tử, tại sao nàng ấy không thể thích ta chứ? Bạch Đế Tử, không phải Diệp Huyên ta tự luyến nhưng ta hỏi ông này, trong thế hệ trẻ của đạo đình ông, có ai đẹp trai hơn ta không? À không phải, có ai mạnh hơn ta không? Bạch Đế Tử nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không nói gì. Đúng là không có. Đừng nói là đạo đình, cho dù là đạo chủng cũng không có. Diệp Huyên xua tay, từ xưa đến nay mỹ nữ đều yêu anh hùng, ta ưu tú như vậy, thần nữ thích ta thì đã sao chứ? Ta hỏi ông, thế thì làm sao nào? Sắc mặt của Bạch Đế Tử càng lúc càng trở nên khó coi. Diệp Huyên lại nói, còn một điểm nữa, đó chính là thần nữ là người chủ động đến vũ trụ ngũ duy để thân với ta. Là thần nữ chủ động, chứ không phải Diệp Huyên ta chủ động. Bạch Đế Tinh Quân, Trần Võ Thần Quân. Chẳng lẽ các ông chưa từng được con gái theo đuổi sao? Bạch Đế Tử nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Trần Võ Thần Quân nhìn Diệp Huyên, thế ngươi thích thần nữ không? Vẻ mặt Diệp Huyên bình thản, thích hay không quan trọng sao? Trần Võ Thần Quân khẽ nhíu mày, chẳng lẽ không quan trọng sao? Diệp Huyên xua tay, ta cảm thấy không quan trọng, theo ta thấy, thần nữ đủ xinh đẹp, xứng với Diệp Huyên ta, sau đó nàng ấy lại thích ta. Nếu đã như vậy, ta ngủ với nàng ấy thì đã sao? Thì đã làm sao nào? Ngay khi những lời này thốt ra, Trần Võ Thần Quân lập tức có chút không nói ra lời. Bạch Đế Tử cũng có chút khó mà tin được nhìn Diệp Huyên, đây mà là lời của người nói sao? Đây là lời của người nói sao? La Hầu kia ở một bên cũng không nhịn được mà liếc nhìn Diệp Huyên một cái. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói. Nam tử Hán đại trượng phu, có thêm mấy người phụ nữ cũng không được sao. Hơn nữa, sau khi thần nữ và ta thành thân, ta liền có thể mượn sự trợ giúp của đạo chủng để chống lại đạo đình, tại sao ta lại không làm chứ? Bạch Đế Tử ở một bên lắc đầu, đồ đàn ông cặn bã vô liêm sỉ. Thần nữ nhìn chúng ngươi, là bất hạnh của nàng ấy. Diệp Huyên cười khẩy, Diệp Huyên ta, dám làm dám chịu, ta có mục đích gì, Diệp Huyên ta dám thừa nhận. Ta và thần nữ thành thân, ngoài việc bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp của nàng ấy, muốn ngủ cùng với nàng ấy ra, ta còn muốn mượn sự trợ giúp của đạo chủng để chống lại đạo đình, đây chính là mục đích của Diệp Huyên ta, Diệp Huyên ta dám thừa nhận. La Hầu liếc nhìn Diệp Huyên một cái, ông ta không có thiện cảm với Diệp Huyên cho lắm, thế nhưng không thể không nói, Diệp Huyên quả thực dám làm dám chịu, dám thừa nhận, chỉ với điểm này, so với rất nhiều người đã tốt hơn rất nhiều rồi. Lúc này, Diệp Huyên lại nói, ta với thần nữ chưa đến mức có nhiều tình cảm sâu đậm, thế nhưng, nàng ấy đã gả cho ta,
vậy thì là người của Diệp Huyên ta, mà nàng ấy lại bị các ông giết chết, chẳng lẽ ta không nên báo thù cho nàng ấy sao? Hơn nữa, các ông còn cướp đạo kinh của ta nữa. Đương nhiên, từ trong lời nói của Diệp Huyên, ông ta cũng nhận được một tin tức, đó chính là, Diệp Huyên hắn và thần nữ thành thân, chỉ có lợi chứ không có hại, có được mỹ nhân lại có được sự giúp đỡ của đạo chủng, dưới loại tình huống này, Diệp Huyên hắn phải ngu ngốc đến mức nào mới đi giết chết thần nữ. Đạo kinh. La Hầu thu hồi suy nghĩ, ông ta nhìn về phía Bạch Đế Tử và Chân Võ Thần Quân. Bạch Đế Tử trầm giọng nói, Diệp Huyên, ngươi đừng có ngậm máu phun người, bọn ta không có giết thần nữ, cũng chưa từng cướp đạo kinh của ngươi. Diệp Huyên đột nhiên gằn giọng nói, thế thì là ai? Bạch Đế Tử cũng có chút phát hỏa, đạo đình ta làm sao biết được là ai? Nói đến đây, ông ta đột nhiên ý thức được điều gì đó, nên ngừng lại. Bản thân vừa rồi không cắn trả lại Diệp Huyên sao? Diệp Huyên cười khẩy không nói gì. Bạch Đế Tử nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, người đúng là không đơn giản mà. Diệp Huyên quay đầu lại nhìn về phía La Hầu, tiền bối La Hầu, ta không muốn phí lời với bọn họ nữa, người thì bọn họ đã giết rồi, đạo kinh bọn họ cũng đã cướp rồi. Bây giờ, ta chỉ muốn liều chết đấu với bọn họ một trận, để tế linh hồn của bán chi ở trên trời. Nói xong, hắn nhấc kiếm xoay người rời đi. La Hầu khẽ chau mày, người định đi đâu? Bên ngoài điện, Diệp Huyên chẳng thèm quay đầu lại, ông đây muốn đi thiên cung đấu với bọn hắn đến chết thì thôi. Chẳng mấy chốc, hắn trực tiếp biến mất ở phía xa xăm. Bên trong điện, Chân Võ Thần Quân nhìn về phía Bạch Đế Tử, người thực sự không có phái người đi giết thần nữ. Bạch Đế Tử. Nghe được những lời này của Chân Võ Thần Quân, Bạch Đế Tử gần như tức chết. Nhìn thấy biểu cảm của Bạch Đế Tử, Chân Võ Thần Quân nhẹ giọng nói, nhìn dáng vẻ kia của hắn, đến ta cũng hoài nghi là chúng ta đã giết thần nữ. Chứ đừng nói tới đạo chủng, đi thôi. Nói xong, ông ta và Bạch Đế Tử biến mất. Bên trong điện, mặt La Hầu không cảm xúc. Lúc này, một giọng nói từ bên trong điện đột nhiên vang lên, La Hầu tin hắn sao? La Hầu lắc đầu, không tin, có điều, hắn không có lý do gì để giết bán chi, cũng không có khả năng miểu sát bán chi. Chuyện này nhiều điểm đáng ngờ, người đi điều tra thử. Giọng nói đó đáp, rõ. Bên trong điện, hai mắt La Hầu từ từ nhắm lại. Diệp Huyên. Kỳ thực, ông ta cũng từng hoài nghi Diệp Huyên. Thế nhưng, Diệp Huyên tại sao lại phải giết bán chi chứ? Diệp Huyên không có động cơ giết người. Còn đạo đình thì có. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ bên trong điện, hắn thực sự đã đi thiên cung. La Hầu khẽ nói, chẳng lẽ thực sự là đạo đình sao? Thiên cung. Diệp Huyên cầm kiếm trong tay, trước mặt hắn là mười mấy vị cường giả đang đứng, tất cả đều là chứng đạo cảnh đỉnh cao. Mà trong bóng tối, hắn cảm nhận được ít nhất mười mấy đạo khí tức của cường giả ngự đạo cảnh. Lúc này, Bạch Đế Tử kia xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên, Bạch Đế Tử nhìn Diệp Huyên, người thật sự đến rồi. Diệp Huyên cười nói, không ngờ sao. Bạch Đế Tử nhìn Diệp Huyên, ngươi là tên vô sỉ nhất mà ta từng gặp. Diệp Huyên khẽ đáp, sống sót mới là quan trọng nhất. Bạch Đế Tử cười nói, ngươi dám một mình tới nơi này, nhất định là cảm thấy, đạo chủng sẽ ra tay tương trợ, phải không? Diệp Huyên nhìn Bạch Đế Tử, ông cảm thấy sao? Hai mắt Bạch Đế Tử khẽ híp lại, bọn ta sẽ không để cho bọn chúng có cơ hội tương trợ. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía thiên cung kia, từ lâu đã nghe nói kiếm đạo của Chân Võ Thần Quân xuất thần nhập hóa. Hôm nay Diệp Huyên muốn thách đấu với các hạ, ta và ông đấu một trận công bằng. Đấu một trận công bằng. Nghe vậy, đám cường giả đạo đình đang ở trong bóng tối vốn đang định ra tay kia nhao nhao dừng lại. Bạch Đế Tử khẽ chau mày, đang định nói thì lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ trong thiên cung kia vang lên. Ngay sau đó, một thanh kiếm khổng lồ màu vàng kim từ trong thiên cung phóng lên trời, sau đó chém thẳng về phía Diệp Huyên. Chân Võ Thần Kiếm. Chân Võ Thần Quân trực tiếp đích thân ra tay. Rất rõ ràng, Chân Võ Thần Quân đã đồng ý lời thách đấu của Diệp Huyên.
Diệp Huyên ngẩng đầu lên nhìn về phía thanh kiếm kia, kiếm quang tựa như điện, tinh không dung chuyển. Cảnh giới của một kiếm này ở trên hắn. Diệp Huyên đột nhiên tiến lên phía trước một bước, sau đó hắn đâm ra một kiếm. Xoẹt. Nhát kiếm này trực tiếp đâm vào phía trên đạo kiếm quang kia. Uỳnh. Diệp Huyên trong bỗng chốc lùi về sau cả trăm trượng. Lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện ở cách trước mặt Diệp Huyên không xa. Chính là Chân Võ Thần Quân kia. Chân Võ Thần Quân nhìn Diệp Huyên, kiếm đã sinh biến, trong sự thay đổi, ẩn chứa đại đạo. Trong thế hệ trẻ, xét về phương diện kiếm đạo, thì ngươi đứng đầu. Diệp Huyên cười nói, nếu như Chân Võ Thần Quân muốn giết ta, có thể để cho toàn bộ cường giả xung quanh cùng nhau ra tay, làm như vậy, Diệp Huyên ta ắt sẽ chết chắc. Bạch Đế Tử ở một bên đột nhiên nói, cùng ra tay đi. Ông ta biết, hiện giờ là thời điểm tốt nhất để giết chết Diệp Huyên. Tất cả cường giả cùng nhau ra tay, đừng nói là Diệp Huyên, cho dù là La Hầu ở đây thì cũng khó mà sống sót. Thế nhưng, xung quanh lại không có ai động thủ. Bạch Đế Tử nhìn về phía Chân Võ Thần Quân, Chân Võ Thần Quân nói, ta với hắn đấu một trận công bằng. Bạch Đế Tử trầm giọng nói, Chân Võ, ngươi. Chân Võ Thần Quân nhìn về phía Bạch Đế Tử, nếu như hôm nay tất cả mọi người đạo đình ta cùng lúc xông lên, mặc dù có thể giết được hắn, thế nhưng, lại sẽ trở thành trò cười của đạo chủng. Và lại, giết một tên thiếu niên, chúng ta cần cùng lúc xông lên sao? Bạch Đế Tử đã hiểu. Khí thế. Không phải tất cả mọi người đều biết mối uy hiếp to lớn của Diệp Huyên. Lúc này nếu bọn họ lựa chọn đánh hội đồng Diệp Huyên, vậy thì đồng nghĩa với việc không tự tin, làm suy yếu thế lực của đạo đình. Xét cho cùng, Diệp Huyên đang thách đấu với Chân Võ Thần Quân, hơn nữa còn là kẻ yếu thách đấu với kẻ mạnh. Trong trường hợp này, đạo đình mà còn muốn lựa chọn đánh hội đồng, vậy thì coi là gì chứ? Phải biết rằng trong đạo đình đa số đều là người bảo vệ đại đạo, đám những người này đều có ngạo khí. Bạch Đế Tử thấp giọng thở dài, ông ta không nói thêm gì nữa. Ông ta ở trong đạo đình là quan văn, mà suy nghĩ và cách làm của đám võ giả này, ông ta có thể không hiểu, nhưng bắt buộc phải tôn trọng. Cường giả có lòng kiêu hãnh của cường giả. Đặc biệt là lúc này, khí thế đối với đạo đình mà nói là vô cùng quan trọng. Bạch Đế Tử lùi sang một bên. Chân Võ Thần Quân nhìn về phía Diệp Huyên, xuất kiếm đi. Diệp Huyên gật đầu, hắn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Xoẹt. Một đạo kiếm quang chém đến. Ở phía xa, Chân Võ Thần Quân đột nhiên rút kiếm ra chém một nhát, nhát chém này mạnh mẽ dứt khoát, mang theo uy lực của sấm sét. Ầm. Tia kiếm quang kia của Diệp Huyên trực tiếp bị chém thành từng mảnh, cùng lúc đó, một luồng kiếm thế lớn mạnh trực tiếp đánh bay Diệp Huyên ra xa mấy trăm trượng, mà ngay khi Diệp Huyên vừa dừng lại, không gian tinh không ở xung quanh hắn ngay lập tức liền nổ tung. Thân thể của hắn có thể chịu được sức mạnh của Chân Võ Thần Quân, thế nhưng, không gian mà hắn đang đứng lại không thể chịu được nổi. Diệp Huyên lau vết máu nơi khóe miệng, trong mắt hắn tràn đầy ý chí chiến đấu, sau khi đạt tới chứng đạo cảnh, hắn liền muốn đấu một trận vui vẻ, chỉ đơn thuần dùng kiếm, không dùng sức mạnh huyết mạch và sát ý. Hai mắt Diệp Huyên từ từ nhắm lại. Kiếm Thiên Chu trong tay hắn dần dần rung lên. Xa xa, Chân Võ Thần Quân đột nhiên tiến lên trước một bước đạp xuống, người ông ta đã đến trước mặt Diệp Huyên, ông ta đâm một kiếm về phía Diệp Huyên. Nhát kiếm này giống như sấm sét, nhanh như chớp, nhanh đến cực hạn. Mà nhát kiếm này lúc còn cách vị trí trước mặt Diệp Huyên hơn một trượng đột nhiên dừng lại. Kiếm vực. Dưới kiếm vực, tốc độ của nhát kiếm này trực tiếp bị chấn áp. Mà đúng lúc này, Chân Võ Thần Quân đột nhiên lại tiến về phía trước một bước. Xoẹt. Trong kiếm ý dường như có thứ gì đó bị xé nát. Sắc mặt Diệp Huyên bỗng chốc trở nên tái nhợt, mà kiếm của hắn lúc này cũng đâm ra. Kiếm biến. Một nhát kiếm, có vạn biến hóa. Đây là kiếm đạo của riêng hắn. Ầm. Hai thanh kiếm vừa mới tiếp xúc, kiếm vực của Diệp Huyên liền trực tiếp biến mất. Mà bản thân hắn liền lùi về phía sau cả trăm trượng, hắn còn chưa dừng lại, Chân Võ Thần Quân lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn,
lần này, chân võ thần quân không đâm mà bổ xuống một nhát. Một kiếm bổ xuống, tựa như thiên quân vạn mã lao tới, uy lực không thể ngăn cản. Đối mặt với nhát kiếm này, Diệp Huyên không lựa chọn lấy cương đấu cương, mà giơ ngang kiếm cản lại. Ầm. Trong nháy mắt, Diệp Huyên liền lui ra xa mấy trăm trượng, trong quá trình hắn lui lại, chân võ thần quân đột nhiên tiến lên phía trước một bước này, ông ta ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên, ngay sau đó, ông ta móc nghiêng một kiếm lên. Xoẹt. Một kiếm móc nghiêng, không gian trực tiếp bị xé nát. Một kiếm móc nghiêng rất đơn giản, không có bất kỳ động tác làm màu nào. Diệp Huyên lần này không né tránh mà đâm một kiếm về phía ngực của chân võ thần quân. Lấy mạng đổi mạng. Nhưng đúng lúc này, kiếm trong tay chân võ thần quân đột nhiên thay đổi kiếm thế, một nhát kiếm này trực tiếp chém mạnh lên trên kiếm thiên chu của Diệp Huyên. Keng! Kiếm thiên chu của Diệp Huyên rung lên kịch liệt, suýt chút nữa bay vụt ra khỏi tay Diệp Huyên, mà cùng lúc này, chân võ thần quân thuận thế bổ một kiếm về phía trước. Một kiếm bổ xuống, như muốn chém nát tinh không này thành từng mảnh, vô cùng kinh người. Đúng lúc này, Diệp Huyên biến mất không còn tăm hơi. Đạo tắc không gian. Mà vào khoảnh khắc Diệp Huyên biến mất, kiếm trong tay chân võ thần quân đột nhiên dừng lại, khoảnh khắc sau đó, ông ta cầm kiếm chém về phía bên phải một nhát. Ầm. Một đạo kiếm quang vỡ tan, một bóng người từ trong mảnh không gian kia liên tiếp lùi về phía sau cả nghìn trượng. Chân võ thần quân nhìn về phía Diệp Huyên, ta ở vực thiên giới này đã đợi cả nghìn năm, cũng đã đấu cả một nghìn năm. Trong nghìn năm này, đối thủ nào ta cũng đều đã gặp qua, trong khoảng thời gian này, không biết bao nhiêu lần suýt chút nữa là chết, đạo hạnh tiêu tan. Kinh nghiệm chiến đấu của ngươi rất phong phú, thế nhưng, ở trước mặt ta thì chỉ giống như một đứa trẻ. Nếu như ngươi muốn dùng kỹ năng chiến đấu để đánh bại ta, vậy thì ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi đang nằm mơ. Ở đằng xa, Diệp Huyên trầm mặc. Hắn lúc này lại phát hiện ra một vấn đề của bản thân. Thiếu kinh nghiệm chiến đấu nghiêm trọng. Nếu là ở trong vũ trụ ngũ duy, kinh nghiệm chiến đấu của hắn đương nhiên được xếp vào loại cao nhất, thế nhưng, ở vực thiên giới này, kinh nghiệm chiến đấu và kỹ năng chiến đấu của Diệp Huyên hắn đúng là giống như một đứa trẻ. Bởi vì từ lúc giao thủ vừa rồi đến giờ, hắn có cảm giác vô lực. Hắn cảm thấy bản thân bị đối phương áp chế, đối phương giống như biết chiêu tiếp theo của hắn sẽ ra như thế nào. Ý thức áp chế. Một khi bị ý thức áp chế, chiêu gì cũng đều vô dụng. Đúng lúc này, Bạch Đế Tử đột nhiên nhìn về phía chân võ thần quân, dùng huyền khí truyền âm, chớ có nương tay. Chân võ thần quân gật đầu, ông ta đương nhiên hiểu được cái gì gọi là tai họa vô cùng. Mặc dù Diệp Huyên trước mặt đánh không lại ông ta, thế nhưng, Diệp Huyên này vẫn còn trẻ. Tuổi nhỏ như vậy đã đạt đến loại trình độ này, đây là điều vô cùng đáng sợ. Nghĩ đến đây, chân võ thần quân đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, ngay sau đó, ông ta trực tiếp biến mất, khoảnh khắc ngay sau đó, một đạo kiếm quang hủy diệt đất trời chém về phía Diệp Huyên như vũ bão. Uy lực của một nhát kiếm này, đừng nói là tiêu diệt Diệp Huyên, cho dù là mảnh tinh không này cũng đủ để hủy diệt. Thế nhưng, toàn bộ sức mạnh của nhát kiếm này đều ẩn chứa trong kiếm quang, tinh không xung quanh chẳng hề hấn gì. Song, Diệp Huyên ở đằng xa lại không tránh không né, để mặc nhát kiếm đó chém lên người mình. Ầm. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Diệp Huyên vậy mà lại trực tiếp hấp thu kiếm quang kia. Hấp thu rồi. Bạch Đế Tử nhìn chằm chằm Diệp Huyên, kỳ thực, ông ta cũng rất hiếu kỳ. Diệp Huyên này rốt cuộc là thể chất gì, ngay cả kiếm khí của chân võ thần quân vậy mà cũng có thể hấp thu. Mẹ kiếp, thể chất này cũng quá biến thái rồi. Vô địch trong kiếm tu. Chân võ thần quân ở một bên khẽ nói, ngươi thực sự có thể nuốt kiếm khí. Diệp Huyên tham lam hít sâu một hơi, không thể không nói, nhát kiếm này của chân võ thần quân rất bổ, đại bổ. Chân võ thần quân ở đằng xa đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, đồng tử của Diệp Huyên đang ở phía xa đột nhiên co rút lại, hai tay hắn cầm kiếm bổ mạnh về phía trước. Một tia kiếm quang tựa như vầng trăng khuyết xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên. Hắn không lựa chọn hấp thu, bởi vì lần này, thứ mà chân võ thần quân xuất ra không phải là kiếm, mà là toàn bộ.
Lúc này, một luồng sức mạnh to lớn đột nhiên đâm lên trên đạo kiếm quang như trăng lưỡi liềm kia. Ầm. Kiếm quang của Diệp Huyên trong chớp mắt vỡ vụn, cùng lúc đó, chân võ thần quân đấm một quyền vào ngực Diệp Huyên, thế nhưng đúng lúc này, thanh kiếm trong tay Diệp Huyên không biết từ lúc nào đã biến thành kiếm chấn hồn, tại khoảnh khắc hắn bay đi, hắn đã đâm một kiếm vào ngực chân võ thần quân. Ầm. Diệp Huyên ngay lập tức bị lùi ra xa cả nghìn trượng, mà kiếm chấn hồn của hắn đã đâm vào ngực chân võ thần quân. Kiếm chấn hồn. Trong khoảnh khắc kiếm chấn hồn đâm vào ngực chân võ thần quân, một luồng sức mạnh linh hồn to lớn bao phủ lấy chân võ thần quân, nhưng lúc này, kiếm chấn hồn vẫn luôn thuận buồm xuôi gió lại mất hiệu lực. Kiếm chấn hồn không thể chấn áp linh hồn của chân võ thần quân. Phát hiện ra điểm này, trong lòng Diệp Huyên khiếp sợ, hắn mở lòng bàn tay ra, kiếm chấn hồn bay trở về tay hắn. Nơi xa, chân võ thần quân nhìn Diệp Huyên, kiếm có cấp bậc ngự đạo cảnh. Sắc mặt Diệp Huyên dần trở nên nghiêm trọng. Hắn không ngờ kiếm chấn hồn lại không có tác dụng với đối phương. Chân võ thần quân nhìn Diệp Huyên, có phải rất tò mò vì sao ta vẫn bình an không? Diệp Huyên trầm giọng nói, ông là hồn tu. Chân võ thần quân lắc đầu, ta không phải hồn tu, nhưng mà, linh hồn của ta là chiến hồn. Diệp Huyên nhíu mày, chiến hồn. Chân võ thần quân gật đầu, ta chiến đấu ở vực thiên giới nghìn năm, linh hồn của ta sớm đã biến thành chiến hồn, người biết chiến hồn là gì không? Diệp Huyên lắc đầu. Chân võ thần quân bước chậm về phía Diệp Huyên, chiến hồn là một loại cảnh giới, một loại tinh thần, cho dù cơ thể ta bị vỡ nát, nhưng đấu chí không tắt, linh hồn không chết, ta vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Thân chết hồn không chết, chiến ý mãi trường tồn, đây chính là chiến hồn. Diệp Huyên khẽ nói, ta đã đánh giá thấp ông rồi. Lúc này hắn biết rõ, muốn chiến thắng người trước mắt, chỉ có thể đường đường chính chính dùng thực lực đánh bại đối phương. Chân võ thần quân dừng bước, ông ta nhìn Diệp Huyên, trên người ngươi có ấn của thần, nói cách khác, chắc hẳn ngươi cũng là người bảo vệ đại đạo. Diệp Huyên cười nói, đúng vậy. Chân võ thần quân chìm vào im lặng, một lát sau quay đầu nhìn về phía Bạch Đế Tử. Tất nhiên Bạch Đế Tử biết ý của chân võ thần quân, ông ta im lặng một lát rồi nói, trên người hắn có đạo kinh. Chân võ thần quân chậm rãi nhắm hai mắt lại, truyền âm bằng huyền khí, Bạch Đế Tử, người này là kỳ tài ngút trời, không chỉ có thiên phú cực cao, mà còn có quyết liệt tử trong xương tủy, vô cùng hiếm thấy, nếu hắn đến đây để ta dạy dỗ 10 năm, chắc chắn mai này hắn có thể gánh vác trọng trách bảo vệ vực thiên giới. Mà bây giờ... Người vốn nên trở thành nhân tài trụ cột của đạo đình ta lại trở thành kẻ thù một mất một còn với đạo đình ta. Bạch Đế Tử lắc đầu, ngay từ lúc mới bắt đầu điều tra hắn, ta cũng có suy nghĩ đó, nhưng ta không cách nào chiêu mộ hắn, bởi vì hắn đã giết Lục công chúa. Chỉ tính riêng chuyện này, hắn đã không thể nào gia nhập đạo đình ta rồi. Sắc mặt chân võ thần quân dần trở nên lạnh lẽo, lẽ nào ngươi còn không rõ người phụ nữ kia có đức hạnh gì? Nàng ta chết hoàn toàn là gieo gió gặt bão, đừng nói người ngoài, ngay cả ta cũng muốn giết nàng ta. Bạch Đế Tử cười khổ. Thật ra ông ta cũng khó chịu với người phụ nữ kia lâu rồi, không chỉ tùy hứng mà còn ngu dốt, ngày ngày gây tai họa, lần này lại đá trúng tấm sắt, không chỉ đá trúng tấm sắt, mà còn khiến cho Mộ Niệm Niệm kia đánh đạo tổ bị thương nặng. Sở dĩ bây giờ đạo đình bị động như vậy, tất cả đều do người phụ nữ kia. Nhưng hết cách rồi, thân phận nàng ta vẫn còn đó, mà khi ấy, Mộ Niệm Niệm cũng không thể hiện ra mạnh mẽ như vậy. Thời điểm đó, cho dù là Bạch Đế Tử ông ta cũng sẽ không chút do dự lựa chọn bảo vệ Lục công chúa. Đương nhiên, nếu như cho ông ta biết Mộ Niệm Niệm khủng bố như vậy, có lẽ ông ta sẽ đổi cách khác đến giải quyết chuyện này. Nhưng mà, trên đời này không có nếu như. Chân võ thần quân ở nơi xa lại nói, Bạch Đế Tử. Ông có từng nghĩ, vì sao từ lúc bắt đầu cho đến ngày hôm nay, đạo đình ta càng ngày càng xuống dốc không? Bạch Đế Tử im lặng. Chân võ thần quân lại nói, bởi vì người phá đạo sao? Không, là bởi vì những người bảo vệ đại đạo chúng ta có vấn đề. Rất nhiều trong số chúng ta đã bắt đầu làm trái với sơ tâm của 3.000 đại đạo. Đại đạo không công bằng, thế gian ắt sẽ xuất hiện người phá đạo. Bạch Đế Tử lắc đầu, chân võ.
Người biết đấy, muốn cải cách nội bộ đạo đình, khó khăn xiết bao. Đặc biệt bây giờ còn có đạo chủng chi địa, dưới tình huống này, nếu chúng ta muốn thay đổi, vậy sẽ vạn kiếp bất phục. Chân võ thần quân khẽ nói, trước đây, ta biết ta chiến đấu vì đại đạo, chiến đấu vì tín ngưỡng trong lòng ta, nhưng bây giờ. Sắc mặt Bạch Đế Tử thay đổi, chân võ, ngươi tuyệt đối không thể nghĩ như vậy. Bất kỳ một thế lực nào cũng sẽ có lúc nảy sinh vấn đề, đạo đình chúng ta nảy sinh vấn đề, việc chúng ta cần làm là nghĩ xem phải thay đổi như thế nào, chứ không phải thất vọng. Ngươi biết không, khi đạo tổ tiếp nhận đạo đình đã có trăm ngàn lỗ thủng, mà hắn ta cũng nghĩ giống chúng ta, cũng muốn thay đổi đạo đình. Nhưng bây giờ, chúng ta đang phải đối mặt với vấn đề lớn hơn, đó chính là người phá đạo. Thời điểm như thế này, không nên khiến cho nội bộ đạo đình biến động. Chân võ thần quân chậm rãi nhắm mắt lại. Bạch Đế Tử lại nói, ta tin rằng sẽ càng ngày càng tốt lên, mặc dù có lẽ quá trình này sẽ rất đau đớn. Chân võ thần quân khẽ nói, đạo đình sẽ càng ngày càng tốt lên. Nói xong, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên ở nơi xa, giết ngươi cũng hơi đáng tiếc, nhưng ta không thể không giết ngươi. Vừa dứt lời, ông ta đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Nơi xa, Diệp Huyên bỗng nhiên chém ra một kiếm. Uỳnh! Đột nhiên có một ánh kiếm bộc phát ra, chỉ trong chớp mắt, Diệp Huyên nhanh chóng lùi về phía sau. Mà trong quá trình lùi về phía sau, kiếm trong tay Diệp Huyên chợt hóa thành ánh kiếm bay ra. Nơi xa, chân võ thần quân tung ra một cú đấm. Uỳnh! Kiếm của Diệp Huyên bị cú đấm của chân võ thần quân đánh bay. Mà trong khoảnh khắc kiếm bay ra ngoài, chân võ thần quân đã xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên đang muốn vung kiếm, lúc này, bỗng nhiên có một luồng sức mạnh thần bí bao phủ lấy hắn. Chiến vực! Vực! Diệp Huyên thầm giật mình. Hắn không ngờ vị chân võ thần quân trước mặt lại nắm giữ chiến vực. Dưới sự tác động của chiến vực, một luồng chiến ý lớn mạnh bao kín Diệp Huyên. Chiến ý. Giờ khắc này, Diệp Huyên cảm nhận được chiến ý lớn mạnh của chân võ thần quân. Trước đây hắn chưa từng gặp chiến ý nào mạnh như vậy. Đối mặt với một vị cao thủ như vậy, Diệp Huyên không dám giữ lại chút gì, hắn dứt khoát sử dụng bốn loại vực. Sát vực, kiếm vực, tử vực, huyết vực. Bốn loại vực vừa xuất hiện, luồng chiến ý trong chiến vực của chân võ thần quân lập tức bị áp chế. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên từ trong kiếm vực chém ra một kiếm. Chân võ thần quân cũng không lùi lại, mà tung ra một đấm. Cứng đối cứng. Lực đấm cực kỳ bá đạo. Uỳnh. Nơi đây, tiếng nổ vang dội chấn động bầu trời, ngay sau đó. Một bóng người liên tục lùi lại. Bóng người đó chính là Diệp Huyên. Nhưng lúc này sắc mặt Bạch Đế Tử lại trở nên hơi nghiêm trọng. Bởi vì chân võ thần quân cũng lùi lại mấy trượng. Không chỉ Bạch Đế Tử, những cao thủ của đạo đình ở đây cũng rất khiếp sợ. Bốn loại vực. Người bình thường lĩnh ngộ một loại vực đã cực kỳ khó khăn. Nhưng Diệp Huyên này lại có đến bốn loại. Chân võ thần quân thoáng nhìn Diệp Huyên. Khẽ nói, bốn loại vực. Diệp Huyên lau máu tươi nơi khóe miệng, không thể không nói, chân võ thần quân này quả thật rất mạnh, bốn loại vực của hắn cũng không thể ngăn chặn đối phương. Sát ý trong mắt chân võ thần quân càng thêm dày đặc. Bây giờ ông ta đã bắt đầu kiêng kỵ Diệp Huyên rồi. Nếu người trẻ tuổi này trưởng thành, chắc chắn là một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Nghĩ đến đây, chân võ thần quân đột nhiên biến mất tại chỗ. Uỳnh. Trong chốc lát, một sức mạnh hủy thiên diệt địa bao phủ nơi này. Giờ khắc này, toàn bộ tinh không đều run rẩy. Lần này, chân võ thần quân đã sử dụng sát chiêu rồi. Nắm đấm tung ra, vạn vật hủy diệt. Nơi xa, Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn biết, sức mạnh của mình kém xa chân võ thần quân này. Nhưng mà, hắn không sợ. Trong lòng hắn chỉ có hưng phấn. Chiến. Dường như cảm nhận được chiến ý của Diệp Huyên, kiếm thiên chu rung động kịch liệt, những tiếng kiếm lanh lảnh vang vọng tinh không. Khi chân võ thần quân kia đi đến trước mặt Diệp Huyên đột nhiên mở hai mắt ra, bất chợt xông lên phía trước, chém ra một kiếm. Nhất kiếm định sinh tử.
hắn không có thực lực của Thanh Nhi, không cách nào đánh ra được nhất kiếm định sinh tử thật sự, nhưng hắn có quyết tâm phân rõ sinh tử. Một kiếm chém ra, không phải ngươi chết thì chính là ta chết. Khi một người ngay cả chết còn không sợ, đó cũng chính là lúc hắn dũng cảm nhất. Có thể nói, đây là một kiếm có uy lực mạnh nhất mà hắn ở trong trạng thái bình thường hiện giờ có thể chém ra. Nhưng mà, hiện thực rất tàn khốc. Một kiếm của Diệp Huyên vừa chém xuống, cả người hắn tức khắc bay ngược ra ngoài, một lần bay xa đến ngàn trượng, trong quá trình hắn bay ngược ra ngoài, không gian dần bị chôn vùi. Có điều chân võ thần quân cũng lùi về sau mấy chục trượng, nhưng so với Diệp Huyên, tình huống của ông ta tốt hơn rất nhiều. Chân võ thần quân nhìn Diệp Huyên, sát ý trong mắt ông ta càng thêm dày đặc. Lúc bắt đầu, ông ta quý tài, nhưng bây giờ, ông ta thật sự kiêng kỵ rồi. Mặc dù Diệp Huyên đánh không lại ông ta, nhưng ông ta không có chút tự hào nào, phải biết, ông ta đã sống mấy vạn năm rồi. Mà Diệp Huyên mới bao nhiêu tuổi? Dưới tình huống bình thường, người trẻ tuổi như Diệp Huyên thì ngay cả tư cách đánh với ông ta cũng không có. Nhưng mà, Diệp Huyên lại đánh với ông ta lâu như vậy. Đúng lúc này, Diệp Huyên ở phía xa xa đột nhiên tung người nhảy lên, dứt khoát chém một kiếm về phía chân võ thần quân. Chủ động ra tay. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt chân võ thần quân nheo lại, sát ý trong mắt như ngưng thành thực chất. Chiến bại không đáng sợ, đáng sợ là không dám chiến. Ngươi có thể đánh không lại kẻ địch của ngươi, nhưng ngươi không thể không dám đánh. Đánh không lại, đó là vấn đề thực lực, chỉ cần không chết, sẽ có một lúc nào đó có thể đánh lại. Nhưng không dám đánh, đó chính là vấn đề tâm cảnh. Thứ đàn ông sợ nhất không phải thất bại, mà là sợ. Trong khoảnh khắc Diệp Huyên chủ động ra tay, chân võ thần quân đã biết rõ tâm tính của Diệp Huyên, cũng chính vì vậy, trong mắt ông ta mới xuất hiện vẻ kiêng dè. Chân võ thần quân bước lên phía trước một bước, bước này vừa lên, toàn bộ tinh không đều rung động. Khi kiếm của Diệp Huyên rơi xuống, chân võ thần quân chợt tung ra một đấm. Trong khoảnh khắc tung nắm đấm ra, tinh không trong phạm vi mấy vạn dặm đều rung động không ngừng. Mà không hề nghi ngờ, Diệp Huyên lại lần nữa bay ra ngoài, vừa bay đã bay xa đến mấy ngàn trượng, mà lần này, Diệp Huyên còn thê thảm hơn lần trước, cơ thể nứt ra, không chỉ như vậy, vùng không gian nơi Diệp Huyên dừng lại còn bị sụp đổ. Uy lực một nắm đấm, mạnh mẽ bực này. Nơi xa, Diệp Huyên lau máu tươi ở khóe miệng, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía chân võ thần quân, ngay sau đó, lập tức biến mất. Lại chủ động ra tay. Một ánh kiếm chợt lóe ra, lập tức xé rách tinh không. Nơi xa, tay phải của chân võ thần quân dần dần siết chặt lại. Mà một bên khác, Bạch Đế Tử kia nhíu chặt lông mày. Diệp Huyên đang chịu chết sao? Không. Dựa vào hiểu biết của ông ta về Diệp Huyên tuyệt đối không phải một tên ngu xuẩn không não. Vậy bây giờ Diệp Huyên này đang bày trò gì? Hoặc là nói, lại đang có âm mưu quỷ kế gì? Dường như nghĩ đến điều gì, sắc mặt Bạch Đế Tử thay đổi kịch liệt, ông ta vội vàng nhìn về phía chân võ thần quân, mau giết hắn. Thằng nhóc này đang giở trò. Giở trò. Giây phút Bạch Đế Tử nói ra lời này, Diệp Huyên lại bay ra ngoài lần nữa, mà lúc này, không đợi Diệp Huyên chủ động ra tay, chân võ thần quân đã chủ động đánh tới trước. Nhưng chân võ thần quân vừa đánh tới, bỗng nhiên có một người đàn ông xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. La Hầu. Nhìn thấy La Hầu, sắc mặt Bạch Đế Tử lập tức trở nên vô cùng khó coi. La Hầu cười nói, chân võ, có phần ỷ lớn hiếp nhỏ rồi đấy. Chân võ thần quân nhìn La Hầu, giải thích lần cuối cùng, đạo đình ta không phái người đi giết thần nữ. La Hầu lắc đầu, đã không còn quan trọng. Không quan trọng. Chân võ thần quân nhíu mày, ngay sau đó, dường như ông ta nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên chồng chất vết thương ở nơi xa, mưu tính giỏi lắm. La Hầu không nói gì nữa, ông ta đi đến trước mặt Diệp Huyên, muốn mang Diệp Huyên rời đi, mà lúc này, bỗng nhiên một luồng sức mạnh to lớn khóa chặt ông ta. La Hầu quay đầu thoáng nhìn chân võ thần quân, bây giờ muốn quyết chiến sao?
Chân võ thần quân nhìn La Hầu, vì hắn. La Hầu cười nói, nếu hắn là người của đạo đình, người có vì hắn mà quyết chiến với đạo chủng chi địa ta không? Chân võ thần quân im lặng. Bởi vì ông ta sẽ làm vậy. La Hầu cười ha ha, sau đó dẫn Diệp Huyên rời khỏi nơi này. Chân võ thần quân từ từ nhắm hai mắt lại, vẻ mặt hơi âm u. Lúc này, Bạch Đế Tử xuất hiện bên cạnh chân võ thần quân, ông ta trầm giọng nói, hắn thông minh hơn chúng ta tưởng tượng. Mục đích Diệp Huyên đến nơi này khiêu chiến chân võ thần quân là gì? Là giết chân võ thần quân sao? Không. Diệp Huyên không ngốc, hắn biết, hắn tuyệt đối không thể giết được chân võ thần quân. Chân võ thần quân là người đứng đầu tinh quân, nếu cứ bị Diệp Huyên giết chết như vậy, há chẳng phải chuyện cười. Mục đích thật sự khiến Diệp Huyên đến nơi này khiêu chiến chân võ thần quân là muốn chứng minh bản thân. Chứng minh với đạo chủng chi địa rằng Diệp Huyên hắn có giá trị. Trước đó, đều nghe đồn rằng Diệp Huyên rất yêu nghiệt, nhưng rốt cuộc thực lực của hắn như thế nào, đạo chủng chi địa hoàn toàn không biết. Mà bây giờ, đạo chủng chi địa biết rồi. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao La Hầu nói, đạo đình có giết thần nữ hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi, bởi vì bây giờ đạo chủng chi địa che chở Diệp Huyên là vì Diệp Huyên có giá trị, chứ không phải vì thần nữ. Khi một người có giá trị, người khác sẽ sẵn lòng đến đầu tư vào ngươi. Đơn giản mà nói, mặc dù Diệp Huyên đã thành thân với thần nữ, nhưng đạo chủng chi địa cũng không thừa nhận thân phận của Diệp Huyên, mà bây giờ, đạo chủng chi địa thừa nhận rồi, ít nhất ở mặt ngoài đã thừa nhận rồi. Thế giới chính là như vậy, người có giá trị, tất cả mọi người sẽ thân thiện với ngươi. Mà nếu ngươi không có giá trị, có lẽ người thân nhất cũng sẽ ruồng bỏ ngươi. Trong sân, Bạch Đế Tử lại nói, hắn biết hắn hoàn toàn không cách nào chống lại đạo đình ta, hắn nhất định phải mượn sức đạo chủng chi địa. Sau hàng loạt hành động này của hắn, đạo đình ta không còn cơ hội giảng hòa với đạo chủng chi địa, mà chúng ta cũng không cách nào chia ra để đối phó với hắn và vũ trụ ngũ duy. Nói xong, ông ta chậm rãi nhắm lại mắt lại, không chỉ như vậy, chỉ cần hắn đủ xuất sắc, đồng thời luôn đối địch với đạo đình ta, cho dù đạo chủng chi địa biết hắn giết thần nữ. Đạo chủng chi địa cũng sẽ coi như không biết, đồng thời còn nói là đạo đình ta giết. Giá trị của hắn đã vượt qua thần nữ. Chân võ thần quân đột nhiên khẽ nói, đạo chủng chi địa sẽ bồi dưỡng hắn. Bạch Đế Tử gật đầu, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Nếu bây giờ Diệp Huyên được đạo chủng chi địa bồi dưỡng, vậy quả thật chính là như hổ thêm cánh. Dựa vào thiên phú của thằng nhóc này, tin chắc rằng không lâu nữa, sợ là chân võ thần quân cũng khó mà giết hắn. Bạch Đế Tử lắc đầu thở dài. Vốn dĩ, ông ta cho rằng Mộ Niệm Niệm chết rồi, đạo đình muốn giết Diệp Huyên sẽ đơn giản hơn rất nhiều, nhưng bây giờ chuyện đã trở nên ngày càng khó giải quyết. Bạch Đế Tử chợt nói, áo bào trắng thì sao? Chân võ thần quân nói, ở sâu trong vực thiên giới. Bạch Đế Tử khẽ nói, gọi ông ta trở về đi. Chân võ thần quân gật đầu, khẽ nói, Bạch Đế Tử. Người đi xin một pháp chỉ, gọi toàn bộ cao thủ đang bế quan của đạo đình ta ra ngoài. Bạch Đế Tử thay đổi sắc mặt, vậy. Chân võ thần quân khẽ nói, chuyện sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Bạch Đế Tử gật đầu, ta đi làm luôn. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Trong tinh không, chân võ thần quân nhìn sâu vào tinh không, trong mắt là lo lắng khôn nguôi. Đạo chủng thành. Diệp Huyên đang lẳng lặng nằm ở trong phòng, vết thương trong cơ thể hắn đang nhanh chóng khôi phục. Giây phút này, trong đầu Diệp Huyên đều là hình ảnh chiến đấu với chân võ thần quân lúc trước. Ngay từ khi bắt đầu, cho dù là sức mạnh hay ý thức chiến đấu, hắn đều bị đối phương áp chế. Giờ khắc này, hắn sâu sắc cảm nhận được rằng kinh nghiệm chiến đấu của mình thiếu thốn nghiêm trọng. Chân võ thần quân cũng chưa đạt đến thành đạo cảnh. Nhưng đối phương hoàn toàn khác với những ngự đạo cảnh mà hắn gặp phải. Một cao thủ ngự đạo cảnh đi lên từ chiến đấu thật sự rất khủng bố. Khiêu chiến vượt cấp, cũng phân rõ con người. Lúc này, giọng nói của Diệp Chi Mệnh đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên, sau này ngươi có tính toán gì không? Diệp Huyên khẽ nói, thực lực của ta vẫn chưa đủ, ta cần phải nâng cao thực lực của mình. Mà nơi này,
vừa vặn thích hợp để ta nâng cao thực lực. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, trước đó ta có thể cảm nhận được, chân võ thần quân kia thật sự muốn giết ngươi, ngươi ở lại nơi này, chắc chắn đạo đình sẽ điên cuồng nhằm vào ngươi. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Diệp Chi Mệnh muốn nói lại thôi. Diệp Huyên cười nói, Chi Mệnh đừng lo lắng, ta sẽ chú ý cẩn thận làm việc. Diệp Chi Mệnh thấp giọng thở dài. Thật ra bây giờ Diệp Huyên cũng đang đùa với lửa, bởi vì dù là đạo đình hay đạo chủng chi địa thì đều không phải kẻ lương thiện, bọn họ không thể nào để Diệp Huyên đùa bỡn bọn họ trong lòng bàn tay, có thể nói, sơ sẩy cái thôi, Diệp Huyên sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng Diệp Huyên không thể không làm như vậy. Bởi trong hoàn cảnh hiện giờ, nếu Diệp Huyên không làm như vậy, một khi đạo đình và đạo chủng chi địa đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, lúc đó, Diệp Huyên hắn và vũ trụ ngũ duy đều sẽ vạn kiếp bất phục. Nửa canh giờ sau, vết thương của Diệp Huyên đã hoàn toàn bình phục, hắn rời khỏi phòng của mình, khắp nơi trong thành đạo chủng này đều là hơi thở của cao thủ. Ở nơi này, cao thủ thấp nhất là độn nhất cảnh, hơn nữa là độn nhất thật sự. Trừ cái đó ra, Diệp Huyên còn phát hiện, người ở nơi này, ai ai cũng tỏa ra hơi thở sát phạt đầy sắc bén. Những người này đều trải qua trăm ngàn trận chiến. Cho dù về số lượng hay chất lượng thì cao thủ của vũ trụ ngũ duy vẫn có chênh lệch không nhỏ với đạo chủng chi địa và đạo đình. Con đường của vũ trụ ngũ duy còn rất dài. Nhưng dù ra sao, Diệp Huyên hắn vẫn sẽ dẫn vũ trụ ngũ duy tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, bỗng nhiên có một chàng trai xuất hiện trong tầm mắt Diệp Huyên, chàng trai này chính là Đồ Minh. Ở bên cạnh Đồ Minh còn có mấy người đi theo, đều là độn nhất cảnh. Đồ Minh nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Lúc này, một chàng trai ở bên cạnh Đồ Minh bỗng nhiên nói ra, Đồ Minh huynh, hắn chính là Diệp Huyên cưới thần nữ sao? Đồ Minh gật đầu. Chàng trai liếc mắt đánh giá Diệp Huyên, sau đó hắn ta đi đến trước mặt Diệp Huyên, khóe miệng hơi cong lên, nghe nói trước đó ngươi đi khiêu chiến chân võ thần quân. Diệp Huyên gật đầu, có chuyện gì? Chàng trai cười nói, nếu ngươi thật sự lợi hại như vậy, sao còn cần nguyên soái La Hầu đi cứu chứ? Diệp Huyên đột nhiên vung bàn tay ra. Bốp! Chàng trai còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị Diệp Huyên tát bay ra ngoài, lần bay này xa đến mấy chục trượng. Nhìn thấy Diệp Huyên đột nhiên ra tay, đám người Đồ Minh ở đây đều hơi sửng sốt, ngay sau đó, mấy người vây lấy Diệp Huyên. Đồ Minh nhìn Diệp Huyên, ngươi ra tay. Diệp Huyên lạnh lùng thoáng nhìn đám người Đồ Minh, ta đi khiêu chiến chân võ thần quân, quả thật ta đánh không lại, nhưng ta dám đi. Các ngươi có dám đi không? Sắc mặt đám người Đồ Minh hơi khó coi. Diệp Huyên nhìn Đồ Minh, chỉ thẳng vào đối phương, ngươi dám đi không? Ngươi không dám, một đám hèn nhát. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, chàng trai vừa bị đánh bay đột nhiên vọt đến trước mặt Diệp Huyên, hắn ta đang định nói chuyện, Diệp Huyên lại vung tay đánh ra. Uỳnh! Giờ khắc này, chàng trai kia bay thẳng ra ngoài trăm trượng. Treo lên đánh độn nhất cảnh. Đám người Đồ Minh ở đây đều choáng váng. Đặc biệt là Đồ Minh, ông ta biết Diệp Huyên rất mạnh, nhưng không biết rốt cuộc Diệp Huyên mạnh đến mức độ như thế nào. Diệp Huyên đột nhiên đi đến trước mặt chàng trai bị hắn đánh bay ra kia, giẫm một chân lên ngực chàng trai, hỏi chuyện của ta. Ngươi xứng sao? Chàng trai nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi dám sỉ nhục ta. Diệp Huyên đột nhiên tung ra cú đấm đấm lên trên mặt chàng trai. Dầm! Đầu chàng trai lập tức bị nổ tung. Thần hồn câu diệt. Đám người Đồ Minh ở bên cạnh vốn định ra tay, nhìn thấy cảnh tượng này. Sắc mặt ai nấy đều cứng lại. Diệp Huyên giết người rồi. Đây là điều bọn họ hoàn toàn không ngờ đến. Trước khi chết, hai mắt của chàng trai trẻ bị Diệp Huyên giết trợn ngược, trong mắt tràn đầy không thể tin nổi. Hắn ta cũng không ngờ Diệp Huyên sẽ giết mình. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một sức mạnh to lớn bao phủ lấy Diệp Huyên, Diệp Huyên chợt quay người tung ra một đấm. Uỳnh! Một sức mạnh to lớn bộc phát ngay trước mặt Diệp Huyên, trong chớp mắt, Diệp Huyên lùi về sau mấy chục trượng. Một người đàn ông trung niên đứng ở trước mặt Diệp Huyên, người đàn ông trung niên mặc trường bào màu đen, hai tay giấu trong ống tay áo.
nhìn thấy người đàn ông trung niên, đám người Đồ Minh ở đây vội vàng cung kính cúi người chào, bái kiến A Khổ Vương. A Khổ Vương, một trong bốn vương của đạo chủng chi địa, chỉ nghe theo lệnh La Hầu. A Khổ Vương nhìn Diệp Huyên, vì sao giết người? Diệp Huyên hỏi lại, ta đi khiêu chiến chân võ thần quân, có lỗi sao? A Khổ Vương nhíu mày, trả lời vấn đề ta hỏi cậu. Diệp Huyên chỉ vào thi thể chàng trai trẻ, là hắn ta sỉ nhục ta trước. A Khổ Vương quay đầu nhìn về phía Đồ Minh do dự một lát, cuối cùng nói ra chuyện lúc trước. Đối với vị đang đứng ở trước mặt này, tất nhiên ông ta không dám giấu giếm chút nào, bởi vậy cũng không thêm mắm dặm muối. Một lát sau, A Khê Vương nhìn Diệp Huyên, tội của hắn ta không đáng chết. Diệp Huyên mặt không cảm xúc, cả đời Diệp Huyên ta ghét nhất loại tạp chủng, đối với người mình thì cứng rắn, đối với người ngoài lại mềm yếu. Nói xong, hắn thoáng nhìn đám người Đồ Minh, bắt nạt người một nhà thì có gì giỏi giang chứ? Có bản lĩnh đi bắt nạt đạo đình đi, ta chỉ hỏi các ngươi. Bây giờ các ngươi có dám đi đến đạo đình với ta hay không? Nghe vậy, sắc mặt đám người Đồ Minh đều hơi khó coi. A Khổ Vương kia đột nhiên nói, ta nói rồi, tội của hắn ta không đáng chết. Giọng nói hơi nghiêm nghị. Diệp Huyên nhìn về phía A Khổ Vương, vậy phải làm sao bây giờ, người cũng đã chết rồi. Nếu không, ta nói lời xin lỗi với hắn ta vậy. Nói xong. Hắn quay người nhìn về phía thi thể của chàng trai trẻ, bái một cái, xin lỗi, ta đánh chết ngươi rồi. Ngươi tha lỗi cho ta nhé. Mọi người. Trong sân, A Khổ Vương nhìn Diệp Huyên, tuy vẻ mặt bình tĩnh nhưng mọi người trong sân lại cảm nhận được sự áp lực rõ rệt. Diệp Huyên nhìn A Khổ Vương, vẻ mặt vô cảm, thế nào, ngươi muốn đánh ta sao? Ánh mắt hắn không chút e sợ. A Khổ Vương khẽ nheo mắt, tay phải dần siết chặt lại, lúc này, Diệp Huyên đột nhiên lại cười nhạo một tiếng, thì ra đây là đạo chủng chi địa. Nói xong, đột nhiên hắn lại rút kiếm xông về phía A Khổ Vương. Thấy vậy, đám người Đồ Minh trong sân cũng ngây người. Diệp Huyên này điên rồi sao? Lại còn chủ động ra tay với A Khổ Vương. A Khổ Vương cũng có chút sửng sốt, tên này lại chủ động ra tay với mình sao? Không nghĩ gì nhiều, A Khổ Vương cũng đánh ra một quyền. Ầm. Diệp Huyên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, rồi nặng nề rơi mạnh xuống đất. Nhưng Diệp Huyên lập tức lại bò dậy, sau đó lại lao về phía A Khổ Vương. Còn muốn đánh. Trong sân, đám người Đồ Minh ai ai cũng nhìn nhau. Diệp Huyên này điên rồi à. Lúc này, xung quanh càng lúc càng đông các cao thủ đạo chủng chi địa. Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt khó tin. Đây là A Khổ Vương đấy. Diệp Huyên điên rồi sao? Dám ra tay với A Khổ Vương. Trong sân, Diệp Huyên cứ liên tục xông đến, nhưng hiển nhiên hắn hoàn toàn không phải đối thủ của A Khổ Vương. Thế nhưng, Diệp Huyên lại không hề sợ sệt, hết lần này tới lần khác lao đến đánh A Khổ Vương. Đồ Minh nhìn chằm chằm Diệp Huyên ở phía xa đã thương tích đầy mình, đây là tên điên mà. Lúc này, đối với Diệp Huyên, ông ta quả thực có chút kiêng dè rồi. Diệp Huyên này căn bản là một tên điên mà. Lúc này, Diệp Huyên lại bay ra ngoài. A Khổ Vương nhìn Diệp Huyên bay ra ngoài kia, khẽ nhíu mày, ngươi có bệnh đúng không? Ở phía xa, Diệp Huyên từ dưới đất bò dậy, hắn lau vết máu khóe miệng. Sau đó hung hăng nói, tiếp tục. Nói xong, hắn lại một lần nữa lao về phía A Khổ Vương. Soạt. Một luồng kiếm quang từ trong sân lướt qua. Ở phía xa, A Khổ Vương nhíu mày, lại đánh ra một quyền. Mà ngay lúc ấy, bốn loại sức mạnh thần bí đột nhiên trấn áp trên người A Khổ Vương. Bốn loại vực. Bị bốn loại vực trấn áp, ánh mắt A Khổ Vương có phần nặng nề. Ông ra lại đánh ra một quyền. Diệp Huyên lại bị đánh bay, nhưng A Khổ Vương cũng lùi ra xa cả 10 trượng. Mà lúc này, Diệp Huyên lại xuất hiện trước mặt A Khổ Vương, A Khổ Vương phản ứng nhanh hơn hắn, lại đánh ra một quyền. Chỉ là một quyền đơn giản, không hề có chiêu thức hoa mỹ gì. Mà chỉ với một quyền đơn giản này,
Diệp Huyên lại lần nữa bị đánh bay. Trên mặt đất cách mười mấy trượng, Diệp Huyên từ trong hố bò lên, hắn đang định red eye lần nữa thì lúc đó, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. La Hầu. La Hầu nhìn Diệp Huyên, đánh thoải mái không? Diệp Huyên không nói gì. La Hầu liếc nhìn thi thể chàng trai phía xa kia, sau đó nói, hắn nhàn rỗi kiếm chuyện, đúng là được dạy dỗ quá ít, nhưng, không đến nỗi chết, ngươi ra tay có chút tàn nhẫn quá rồi. Vẻ mặt Diệp Huyên vô cảm, ta đã xin lỗi rồi. La Hầu lắc đầu, đã giết người rồi, sau đó lại xin lỗi đối phương, người đúng là nhân tài. Diệp Huyên. La Đầu đột nhiên nói, đi theo ta. Nói xong, ông ta đi về phía bên cạnh. Diệp Huyên bèn đi theo. Mà A Khổ Vương cũng đi theo. Trên đường, La Hầu bỗng nói, ở nơi này, ngươi phải có chiến hữu, có bạn bè, nhưng ngươi hành động như vậy, thì sẽ không có bạn bè. Diệp Huyên lau vết máu ở khóe miệng, bán chi đã nói, đạo chủng chi địa rất phức tạp, ta không muốn bị cuốn vào vòng xoáy đó, ta chỉ muốn giết người của đạo đình. La Hầu nhìn Diệp Huyên, đạo chủng chi địa đúng là rất phức tạp, nhưng ngươi có thể yên tâm, ở vực thiên giới này, không ai dám chơi mấy trò âm hiểm đó cả. Ở đây, tất cả người của đạo chủng chi địa đều biết đoàn kết. Diệp Huyên im lặng. La Hầu nói tiếp, khuyết điểm lớn nhất bây giờ của ngươi chính là thiếu kinh nghiệm chiến đấu, ta muốn đưa ngươi đến một nơi, ở nơi, mỗi ngày đều phải đánh trận, hơn nữa còn là chiến đấu đến sống chết. Diệp Huyên hỏi, nơi nào? La Hầu nói, chiến trường luyện ngục. Diệp Huyên nhíu mày, chiến trường luyện ngục. La Hầu gật đầu, ở nơi đó, không chỉ có cao thủ của đạo chủng chi địa ta, mà còn có cả đạo đình. Tất cả phần tử hiếu chiến đều ở đó. Nơi ấy là chỗ ngươi có thể chiến đấu mà không phải kiêng dè gì, còn về đạo đình thì ngươi không cần lo lắng, chân võ bọn họ sẽ không đến đó, bởi vì nơi đó là chiến trường của người trẻ tuổi. Đương nhiên. Nói rồi, ông ta lại nhìn Diệp Huyên, có lẽ ngươi là ngoại lệ. Đạo đình có thể sẽ không tiếc giá nào để giết ngươi. Nhưng ta sẽ lén bảo vệ ngươi, nếu đạo đình có cao thủ cấp bậc như chân võ ra tay thì ta sẽ ra tay ngăn lại. Diệp Huyên gật đầu, ta đi. Hắn bây giờ cần nhất chính là chiến đấu. Chiến đấu điên cuồng. La Hầu gật đầu, ông ta mở lòng bàn tay. Sau đó nhẹ nhàng lướt nhẹ phía trước, đi vào đi. Diệp Huyên đi thẳng vào trong khe nứt không gian kia. Sau khi Diệp Huyên đi, A Khổ Vương kia bỗng nói, thần nữ tìm hắn, có lẽ là vì đạo kinh trên người hắn. Đạo kinh kia. La Hầu nhẹ giọng nói, đang nằm trong tay đạo đình. A Khổ Vương nhìn La Hầu vẻ mặt vô cảm, thần nữ là do đạo đình giết, đạo kinh cũng ở chỗ đạo đình. Nói xong. Ông ta quay người rời đi. A Khổ Vương đứng tại chỗ, đã hiểu. Thật ra, La Hầu có nghi ngờ là do Diệp Huyên làm, ông ta cũng có nghi hoặc, nhưng, bọn họ đều không có chứng cứ, nhưng, bọn họ cần có chứng cứ sao? Muốn biết có phải do Diệp Huyên làm hay không, rất đơn giản, trực tiếp bắt lấy Diệp Huyên, sau đó bọn họ sẽ có vô số cách để biết được chân tướng. Nhưng, La Hầu lại không làm như vậy. Vì sao? Bởi vì Diệp Huyên có giá trị. La Hầu muốn nuôi dưỡng Diệp Huyên trở thành một thanh kiếm chĩa mũi nhọn vào đạo đình. Hơn nữa, hiện tại sĩ khí của đạo chủng chi địa cũng vì cái chết của thần nữ mà tăng lên rất nhiều. Cùng chung kẻ thù. Bởi vì đạo đình cử người giết chết thần nữ, cướp đoạt đạo kinh, chuyện này khiến toàn bộ cao thủ đạo chủng chi địa đều oán hận. Có thể nói. Vùng đất đại gia hiện tại so với lúc trước lại càng đoàn kết hơn. Còn về Diệp Huyên, để Diệp Huyên đi liều chết với đạo đình, chẳng lẽ không tốt sao? Đạo đình, thiên cung. Trong điện, chân võ thần quân đột nhiên nhẹ giọng nói, hắn đến chiến trường luyện ngục rồi. Bạch đế tử nhìn chân võ thần quân, chắc chắn. Chân võ thần quân gật đầu. Bạch đế tử nhẹ giọng nói, xem ra. Đạo chủng chi địa này muốn bồi dưỡng hắn rồi đây. Chân võ thần quân gật đầu, người này không chỉ có kiếm đạo xuất sắc, mà còn sở hữu bốn loại ngục. Hiện tại khuyết điểm lớn nhất của hắn chính là kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ, mà hắn đến nơi đó có thể bổ sung được khuyết điểm này. Một khi hắn đi ra. Bạch đế tử nhìn chân võ thần quân, người ra tay.
Chân Võ Thần Quân lắc đầu, ta không thể ra tay, nếu ta ra tay thì La Hầu kia sẽ không lập tức ra tay. Hơn nữa, hai bên chúng ta đã có quy định, nơi kia là chiến trường của thanh niên, cao thủ tiền bối hai bên không thể ra tay. Bạch Đế Tử trầm mặc một lúc, rồi nói, báo cho tất cả thế hệ trẻ của đạo đình trong chiến trường, nói với bọn họ phải liên thủ, không từ bất cứ giá nào giết chết Diệp Huyên. Chân Võ Thần Quân gật đầu, được. Lúc này, Bạch Đế Tử bỗng đứng dậy, sắc mặt ông ta có phần u ám, mấy tên nhãi kia tên nào cũng tâm khí cao ngạo, rất kiêu căng, bọn chúng nhất định sẽ coi thường Diệp Huyên này. Nghe vậy, Chân Võ Thần Quân cũng nhíu chặt mày. Ông ta sẽ không xem thường Diệp Huyên, nhưng, những người trẻ tuổi đạo đình ở chiến trường kia chắc chắn sẽ khinh thường. Mà bọn họ một khi xem thường Diệp Huyên, thì đồng nghĩa sẽ tự tìm đường chết. Lúc này, Chân Võ Thần Quân chợt nói, Hy Nhược. Ông ta vừa dứt lời, một cô gái đột nhiên đi vào đại điện. Chân Võ Thần Quân nhìn Hy Nhược, người đến chiến trường luyện ngục một chuyến, nói với Quan Sơn, bảo bọn họ chớ có khinh địch. Nói rồi, ông ta chợt dừng lại, rồi nói tiếp, ngươi cứ nói, Diệp Huyên kia có thể đấu với ta hơn trăm chiêu mà không chết. Hy Nhược khẽ gật đầu, đã hiểu. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Lúc này, Bạch Đế Tử kia đột nhiên lên tiếng, đợi đã. Hy Nhược nhìn Bạch Đế Tử trầm giọng nói, ngươi nói với Quan Sơn, nhất định phải cẩn thận với Diệp Huyên này, người này không chỉ thực lực mạnh. Mà còn cực kỳ am hiểu các loại ám chiêu, giao đạo với người này, tuyệt đối phải cẩn thận, tuyệt đối không theo đạo của hắn. Còn nữa, nếu gặp phải người này, tuyệt đối đừng nói gì đến quyết đấu công bằng và đạo đức nhân nghĩa với người này, nhất định phải giết chết ngay lập tức. Hy Nhược nhìn Bạch Đế Tử, Bạch Đế Tinh Quân, ta càng nói như vậy, e rằng bọn họ sẽ càng không phục. Bạch Đế Tử thấp giọng thở dài, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Ông ta biết. Những người trẻ tuổi đạo đình kia cũng có sự kiêu ngạo, hơn nữa ai ai cũng kiêu ngạo ngút trời. Nhưng, Diệp Huyên này thật sự không hề đơn giản. Giao tiếp với Diệp Huyên này, một khi sơ suất, thì sẽ tiến vào đạo của hắn mất. Đừng nói người khác, mà ngay cả bản thân ông ta cũng đau đầu. Lúc này, Hy Nhược chợt nói, ta sẽ tùy thời hành động. Chân Võ Thần Quân gật đầu, tin tưởng Hy Nhược. Nói rồi. Hắn lấy một lệnh bài ra đưa cho Hy Nhược, đây là chân võ lệnh, lúc cấp bách, ngươi cứ dùng lệnh này ra lệnh cho bọn họ, hễ không nghe theo lệnh ngươi, thì lập tức đuổi khỏi đạo đình, vĩnh viễn không được thu nhận. Hy Nhược nhận lấy chân võ lệnh, khẽ hành lễ, sau đó quay người rời đi. Trong điện, Bạch Đế Tử chậm rãi nhắm mắt, chân võ, ông cảm thấy bọn họ có thể giết chết Diệp Huyên không? Chân Võ Thần Quân im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói. Nếu bọn họ đoàn kết đồng lòng, không xem thường Diệp Huyên, thì sẽ có 8 phần cơ hội. Còn nếu bọn họ coi khinh Diệp Huyên, cho Diệp Huyên kia cơ hội thì... Nói đến đây, ông ta cũng không nói thêm. Lúc này, Bạch Đế Tử đột nhiên khẽ cười nói, thật ra, cũng không phải là chuyện gì xấu. Chân Võ Thần Quân nhìn Bạch Đế Tử cười nói, thế hệ trẻ đạo đình ta chính là tương lai của đạo đình ta, những người này cần phải trưởng thành. Mà lần này, Diệp Huyên chính là một lần tôi luyện của bọn họ. Nếu bọn họ có thể giết chết Diệp Huyên, thì chứng minh tương lai đạo đình ta rất tươi sáng, mà dù cho không giết được cũng không sao, một lần thất bại có thể khiến những tên nhóc này trưởng thành tốt hơn. Chân Võ Thần Quân gật đầu, lời này có lý. Bạch Đế Tử khẽ nói, cứ để chúng ta mỏi mắt chờ mong đi. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyên đã xuất hiện trong một ngọn núi. Sau lưng hắn, vết nứt không gian kia dần dần khép lại. Chiến trường luyện ngục. Mà ngay khi Diệp Huyên bước vào chiến trường luyện ngục thì trong chiến trường luyện ngục, tất cả cao thủ đạo đình đột nhiên đều chạy về phía Đạo Sơn. Đạo Sơn. Đại Sơn ở chiến trường luyện ngục này chính là một khu căn cứ của những thiên tài đạo đình kia. Vốn dĩ, những thiên tài đạo đình kia đều rèn luyện ở các nơi. Nhưng bọn họ đột nhiên nhận được lệnh triệu tập đến Quan Sơn, vì vậy đều chạy đến Đạo Sơn. Một nơi nào đó trong núi, Diệp Huyên đang ngồi dưới đất, trước mặt hắn là một ngọn lửa. Nướng cá. Diệp Huyên yên tĩnh nướng cá, trầm tư. Sau khi đến chiến trường luyện ngục, hắn luôn nghĩ đến một chuyện.
Nếu hắn là đạo đình thì sẽ làm thế nào đây? Chắc chắn cũng sẽ giết chết hắn. Mà nếu đạo đình muốn giết chết hắn thì chỉ có hai cách. Thứ nhất, đích thân chân võ thần quân ra tay. Nếu đối phương tự mình hành động thì Diệp Huyên hắn chắc chắn sẽ không có đường sống. Nhưng, một khi chân võ thần quân ra tay, thì chắc chắn La Hầu cũng sẽ ra tay. Tình hình trước mắt, Diệp Huyên hắn vẫn có chỗ hữu dụng với đạo chủng chi địa, vì vậy, La Hầu sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cách thứ nhất không thể thực hiện. Vậy chỉ còn lại biện pháp thứ hai. Để thiên tài đạo đình trong chiến trường luyện ngục đến giết hắn. Mà Bạch Đế Tử và chân võ thần quân đều không phải kẻ ngốc, chắc chắn sẽ không để một hai thiên tài đạo đình đến giết Diệp Huyên hắn. Cũng có nghĩa là, khả năng cao là các thiên tài đạo đình ở chiến trường luyện ngục này sẽ liên thủ. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên lẳng lặng lấy ra áo trường bào màu đen, sau khi mặc áo trường bào đen đó vào, cả người hắn chỉ để lộ gương mặt bên ngoài, như cảm thấy vẫn chưa đủ, hắn lại lấy ra mặt nạ nửa mặt đao lên. Mà bây giờ, trừ phi đối phương là cao thủ cấp bậc như chân võ thần quân, nếu không người bình thường cũng đừng nghĩ đến việc dùng thần thức tra ra hắn. Mặc dù hắn không sợ những thiên tài ở nơi này, nhưng hắn cũng không khinh địch. Thiên tài thế gian có vô số, Diệp Huyên hắn không xem mình là người đứng đầu. Bất kỳ chuyện gì, cẩn thận một chút không bao giờ là sai. Một lúc sau, Diệp Huyên cầm cá nướng lên cắn. Lúc này, một luồng hơi thở mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện phía trước Diệp Huyên không xa, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn qua, đối diện hắn là một người đàn ông đang chậm chậm bước đến. Trong tay người đàn ông là một thanh đoản kiếm, đi đứng có phần hống hách. Chứng đạo cảnh. Hơn nữa còn là chứng đạo cảnh đỉnh cao. Người đàn ông quan sát Diệp Huyên, có chút lạ mặt. Diệp Huyên bỏ xương cá sang bên cạnh, sau đó nói, có chuyện gì? Người đàn ông khẽ nhếch miệng, cướp bóc. Diệp Huyên nhìn người đàn ông, ngươi là từ đạo đình hay là đạo chủng chi địa? Người đàn ông nhíu mày, ngươi không nhìn ra được sao? Diệp Huyên không hiểu, nhìn thế nào? Người đàn ông chỉ vào ngực trái của mình, chỗ đó có một ký tự nhỏ màu đen, đạo. Đạo đình. Diệp Huyên cười nói, ta cũng là từ đạo đình. Người đàn ông hơi nhíu mày, ngươi cũng là từ đạo đình. Diệp Huyên gật đầu. Người đàn ông liếc nhìn trước ngực Diệp Huyên, lắc đầu, không có dấu hiệu. Diệp Huyên bỗng mở lòng bàn tay, một luồng năng lượng xuất hiện trong tay hắn. Sức mạnh thần linh. Thế nhưng, hắn không để lộ quá nhiều, vì vậy, đối phương căn bản không biết hắn là sức mạnh thần linh gì cả. Nhìn thấy sức mạnh thần linh trong tay Diệp Huyên, ánh mắt người đàn ông có chút kinh ngạc, sức mạnh thần linh. Ngươi có được truyền thừa đại đạo sao? Diệp Huyên gật đầu, ta, người hộ đạo. Người đàn ông liếc nhìn Diệp Huyên. Huynh đài xưng hô thế nào? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, Dương Huyền. Dương Huyền. Trong cơ thể Diệp Huyên, kiếm linh đột nhiên khẽ rung động. Dương Huyền. Người đàn ông lại quan sát Diệp Huyên. Sao ngươi không đi đạo sơn? Diệp Huyên thấp giọng nói, ta đang tìm người. Người đàn ông hỏi, Diệp Huyên. Diệp Huyên vội vàng gật đầu. Người đàn ông trầm giọng nói, Dương Huynh, Quan Sơn đã dặn dò, bất kỳ ai cũng không thể một mình đi tìm Diệp Huyên. Diệp Huyên nhíu mày, Diệp Huyên kia rất mạnh sao? Người đàn ông gật đầu, nghe nói có thể đánh với chân võ thần quân hơn trăm chiêu mà không chết. Chân võ thần quân và Bạch Đế Tinh quân có dặn dò, tuyệt đối không thể coi thường Diệp Huyên này. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, thì ra là như vậy. Người đàn ông gật đầu, đi thôi. Chúng ta đi đạo sơn. Diệp Huyên hỏi, các hạ xưng hô thế nào? Người đàn ông cười nói, Tống Phi. Diệp Huyên gật đầu, Tống Huynh, vậy chúng ta đi đạo sơn thôi. Tống Phi nói, đi. Hai người khởi hành đến đạo sơn. Trên đường, Diệp Huyên thi thoảng lại hỏi một câu, chẳng mấy chốc, hắn đã biết rõ từng tận tình hình chiến trường luyện ngục này rồi. Cả chiến trường luyện ngục, chia làm hai phe cánh. Một là đạo đình, một là đạo chủng chi địa. Đạo đình do Quan Sơn dẫn đầu, mà Quan Sơn này chính là thiên tài đứng đầu đạo đình, thực lực đã đạt đến chứng đạo cảnh đỉnh cao, vô cùng hùng mạnh. Mà đạo chủng chi địa còn lại là do thiên tài đứng đầu đạo chủng chi địa Phạm Thủy Thủy dẫn đầu.
Chuyện đáng nói là, chiến trường luyện ngục này có một mạch khoáng, chính là tạo hóa thần tinh, mà mục đích chủ yếu của hai bên chính là tranh giành mạch khoáng này. Nhưng hiện tại, mục đích chính của đạo đình chính là giết chết Diệp Huyên. Quan Sơn đã triệu tập tất cả yêu nghiệt của đạo đình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 119.